Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyên Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyên Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này. Hôm nay thì chúng ta rất vui khi được quay trở lại với câu chuyện Hòa Thần của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, người dịch Jessica Lee. Chương 9: Lửa thiêu cửa sông Tam Xóa thượng. Gió thu thổi, rừng cây tàn lụi, sóng dữ xô, nước ngập bờ đê. Vùng đất quý yêu ma làm loạn, tất có chân quân giữ bình yên. Phần trước nói đến 25 tháng 5 Phân Long Hội, Trương Mù âm thầm đưa lệnh bắt của âm ti cho Lưu Hoành Thuận. Phi Mao Thối gặp đại nạn trên Âm Dương Lộ không chết, còn thuận tay diệt trừ tứ đại hộ pháp Ma Cổ Đạo. Sáng sớm hôm sau, Lý Lao Đạo dẫn Tôn Tiểu Xu Nhi đến đồn cảnh sát Hòa Thần Miếu báo án. Mọi người tìm được ở Nam Đầu Diêu, gần Bạch Cốt Tháp, một cỗ thi thể không đầu. Từ dấu vết trên mạng sườn xem ra, đây có lẽ là Hải Lão Ngũ trông nom hương khói ở Miếu Long Vương Cửu Hà. Thời điểm Lưu Hoành Thuận cử người đi báo án, đột nhiên đưa ra hôm nay cửa sông Tam Xóa có chuyện lớn. Đa số người của đội tuần tra, đội truy nã, đội bảo an đều tập trung ở đó. Người không bị điều động cũng chạy đến xem náo nhiệt. Hôm nay là 26 tháng 5 âm lịch. Hôm trước mưa to liên tục, mực nước dây sông đồng loạt dâng lên, cơ hồ tràn qua bờ đê. Cũng là ngày thuyền đồng đi qua. Cửa sông Tam Xóa đông vui tấp nập, các loại thuyền bè thường xuyên qua lại. Trên sông ngoài thuyền thì chẳng còn thứ gì khác. Xuất hiện thuyền đồng thì có gì đáng ngạc nhiên? Sao phải hưng sư động chúng khiến mọi người náo loạn như vậy? Bạn có điều không biết, thuyền đồng thời xưa thực không tầm thường. Với người dân địa phương, đây tuyệt đối là chuyện náo nhiệt nhất, không gì có thể so sánh. Tục ngư nói, dợ núi ăn núi, dợ sông ăn sông. Thiên Tân Vệ nằm ở cuối Cửu Hà, ba cây cầu nổi, hai cửa khẩu, có bao nhiêu người dựa vào sông nước kiếm ăn đây? Phường hội bang phái nhiều không đếm xuể, vận chuyển trên kênh đảo có tàu băng, bốc xếp tháo dỡ hàng hóa có cước hành, cu li khuân vác, đánh bắt buôn bán cá có ngư hành, lưu manh bảo kê có oa hỏa. Tất cả các ngành nghề đều được trông coi kiểm soát, chỉ duy nhất thuyền đồng này không ai quản lý. Chẳng những không thể quản, mà năm đó hoàng thượng đã lập ra quy tắc, chỉ cần thuyền đồng xuất hiện, thuyền bè lớn nhỏ trên sông đều phải né tránh. Cho dù là thuyền quan lại, thuyền quân đội cũng không ngoại lệ. Ngay cả khi hoàng thượng ngồi ngự thuyền cũng phải nhường đường như bình thường, chậm một chút cũng không được. Không phải do thuyền đồng có thế lực chống lưng, thế lực nào lớn hơn cả hoàng thượng đây? Chỉ vì trên thuyền chất đầy đá đồng trở về từ ngoài biển, qua cửa khẩu Đại Cô tiến vào kênh đảo. Bởi thuyền rất lớn, trọng tải cực nặng, thân chìm sâu dưới nước, đằng sau là cả một đội tàu, rất khó chuyển hướng thay đổi tuyến đường. Một khi kênh đảo tắc nghẽn, ai cũng đừng hòng đi qua. Nếu có chiếc thuyền nào không nhường đường hoặc chậm chạp né tránh, xảy ra va chạm, thuyền đồng cũng không bị sứt mẻ gì. Ngày thuyền đồng đi qua cũng không cố định, có thể là trước hay sau ngày Phân Long Hội. Khi mực nước trên sông dâng lên cao nhất, năm nay rơi vào 26 tháng 5 âm lịch. Hôm đó cửa sông Tam Xóa vô cùng náo nhiệt, toàn bộ dân chúng thành Thiên Tân đều rủ nhau đến xem. Thuyền đồng cơ lớn còn to hơn cả chiến hạm quân đội, xếp thành một hàng vô cùng hoành tráng. Mỗi năm chỉ được thấy một lần, gặp năm hạn hán cũng không có. Miêu Long Vương Kiều Hà cử một chiếc thuyền rồng đi phía trước thuyền đồng mở đường. Trên thuyền rồng cờ xí bay phấp phới, tiếng trống tiếng nhạc rộn ràng. Hải Lao Ngũ giả thành Long Vương ra, tay cầm cờ lệnh,
đứng trên đầu thuyền làm phép, ném đủ loại tế phẩm xuống lòng sông. Ba loại gia súc, bò, dê, lợn, ngô cốc bao gồm lúa, kê, nếp, lúa mì, đậu đỗ, điểm tâm, đào thọ, bánh bao, màn thầu, vân vân, nhiều vô số kể. Theo cách nói mê tín, bởi thuyền đồng quá lớn, mỗi lần đi trên sông, thủy phủ của Long Vương gia cũng bị chấn động, cho nên phải ném thật nhiều tế phẩm, xin Long Vương gia bớt giận. Lưu Hoành Thuận chợt nghĩ, Long Vương gia trên thuyền rồng vẫn luôn là Hải Lão Ngũ, gần chục năm qua vẫn không đổi người. Nếu tử thi không đầu trong mộ đúng là lão ta, vậy hôm nay ai tác pháp trên thuyền rồng? Chẳng lẽ có kẻ giết chết Hải Lão Ngũ, ném xác xuống lỗ huyệt ở bãi Tha Ma Nam Đầu Diêu chỉ vì muốn giả thành lão lên thuyền rồng? Theo lời Lý Lao Đạo, án này có liên quan tới Ma Cổ Đạo. Ta phải mau đến cửa sông Tam Xóa. Thứ nhất, đây là việc của chính quyền. Thứ hai, xem kẻ trên thuyền rồng rốt cuộc là ai. Vì thế, phân phó Trương Si Lý Sán đưa Tôn Tiểu Du Nhi đến đồn cảnh sát Xúc Thủy Trì lấy khẩu cung chi tiết, xử lý tử thi. Còn anh ta và Đỗ Đại Biêu thì đến cửa sông Tam Xóa xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lý Lao Đạo gọi Lưu Hoành Thuận lại, nói Lưu gia đừng đi vội, cần phải mang theo một vật. Vừa nói vừa lôi ra một sâu tiền âm phủ giao cho anh ta. Đây là báu vật Tôn Tiểu Su Nhi lấy được trong chuyến đi Sơn Đông vừa rồi, chính là 9 đồng yếm thắng tiền đã được Lý Lao Đạo dùng chỉ đỏ sâu lại thành hình cửu cung bát quái. Chân vật này tên Quỷ Đầu Vương, cô hồn giá quỷ đều khiếp sợ, mang ở trên người giống như hổ mọc thêm cánh. Ngoài trừ Lưu Hoành Thuận, không ai có thể chấn áp được nó. Mà cổ đạo liên tiếp gây án tại thành Thiên Tân, hết thảy đều xoay quanh cửa sông Tam Xóa. Tuy việc mượn rồng lấy bảo vật không đáng tin, nhưng e còn có mưu đồ khác, không chừng sẽ nhân lúc thuyền đồng đi qua cửa sông Tam Xóa gây nên một trận đại loạn. Lưu Hoành Thuận tinh nóng như lửa, sợ chậm trễ chính sự, không nghe Lý Lao Đạo nói nhiều, nhận yếm thăng tiền cất vào trong ngực, bước chân như bay đi đến cửa sông Tam Xóa. Quá trưa, thuyền đồng mới đến. Mặc dù thời gian còn sớm, dân chúng đã đứng chen chúc hai bên bờ sông, ai nấy kiễng chân vươn cổ, chen vai sát cánh, khiến cửa sông Tam Xóa chật như nêm cối, kéo theo rất nhiều người bán hàng rong, hoặc là bày quán ven sông, hoặc gánh hàng len lỏi trong đám đông. Ăn uống vui chơi, muôn màu muôn vẻ, thứ gì cũng bán, ai cũng tranh thủ kiếm tiền. Nói hơi khoa trương thì buôn bán một ngày này có thể bằng tiền thu cả năm, vì như bán trà giải nhiệt. Nếu là ngày thường, một xu có thể uống một bát lớn, uống đến no căng cũng chẳng mất bao tiền. Nhưng hôm nay thì khác, người xem náo nhiệt vô cùng đông đúc, chen lấn xô đẩy, vừa nóng lại vừa khát. 5 xu một chén, không uống trà thì chẳng còn gì khác. Người mua hay không thì tùy, người bán hoa quả cũng không ít, bình thường bán theo sọt, hôm nay đều được cắt thành từng miếng nhỏ, mỗi miếng 2 xu, gạt tiền dễ như trở bàn tay. Thật ra hoa quả đều bị hư thối một nửa, cắt chỗ hỏng rồi bán, ngài chê đắt thì đừng mua. Tuy nhiên số tiền lời mấy người buôn bán nhỏ kiếm được cũng không phải cho riêng mình bọn họ, còn phải chia một phần cho tuần cảnh bảo vệ an ninh khu vực. Hơn nữa người dân trả nhiều tiền, nhưng mấy vị mặc cảnh phục thì toàn ăn không uống không lại lấy không. Người dân Thiên Tân vệ còn gọi ngày này là hội thuyền đồng, không khí náo nhiệt hơn cả hội chùa hội miếu. Trong số những người bán hàng có một vị rất dễ gây chú ý, huyệt thái dương dán nửa miếng cao rán, khuôn mặt chi chít vết rỗ lớn nhỏ, thân mặc áo dài cũ sờn, ngồi bên lề đường, dùng giọng Thiên Tân lớn tiếng giao hàng, chính là vị mà tôi đang nhắc đến trong phần trước, Kim Mặt Dỗ. Hôm nay cửa sông Tam Xóa vô cùng náo nhiệt, là cơ hội kiếm tiền khó có được. Tuy nhiên lần này lão không đến bán thiết soát tử, bởi ở đây chẳng ai tiêu thụ thuốc phá thai. Mùa này thời tiết oi bức là lúc dễ bỏ ăn vì nóng trong người. Lão liền phối mấy lọ nhân đan mang đến bán. Nhân đan
được lưu truyền sớm nhất từ Nhật Bản. Nhân trong nhân nghĩa, viết ra thành nhân đan, dùng để giải nhiệt, tăng cao tinh thần. Sau này người Trung Quốc chống lại Nhật hóa, sức ảnh hưởng từ nước Nhật, tự mình nghiên cứu chế tạo nhân đan, không những giải nhiệt mà có thể giảm bớt bệnh từ ngũ lao thất thương, có lợi đối với tiêu hóa. Ngũ lao thất thương, nói về các loại bệnh tật cùng nguyên nhân gây bệnh. Ngũ lao chỉ tim, gan, lá lách, phổi, thận. Thất thường chỉ vui vẻ, tức giận, buồn bã, lo lắng, sợ hãi, hốt hoảng, ưu tư. Nhân đan mà Kim Mặt Dỗ bán chính là do lão làm. Tìm mua kẹo thuốc có vị nhân đan, về nhà dùng cán nghiền thành bột, trộn lẫn với bột ngô, rồi cho thêm nước, sau đó vê thành viên, thêm chút màu sắc, vừa có vị ngọt lại có vị thuốc, chỉ là không có tác dụng trị bệnh, dùng để lừa gạt mà thôi. Thế nhưng hôm nay quá đông người, chèn lẫn xô đẩy đến mồ hôi đầy đầu, trước sau đều ướt sũng. Vì tránh bị cảm nắng nên mọi người tranh nhau mua, chẳng mấy chốc nhân đan của lão đã bán hết sạch. Kim Mặt Dỗ lại lôi từ trong túi ra viên tăng lực bày trên mặt đất. Lão đã tính toán xong, hôm nay toàn bộ lưu manh côn đồ ở Thiên Tân Vệ đều tập trung tại đây, chẳng tên nào là hạng thiện lương, động chút liền gây gổ đánh nhau. Thuốc tăng lực này vừa lúc bán cho bọn chúng. Thật ra đây là bá thuốc còn lại sau khi sắc tại các tiệm thuốc. Trước kia đều bị vứt ra đường. Kim Mặt Dỗ nhặt mấy thứ này, không biết làm được cái gì đây. Quấy một nồi gạo nếp, đổ bá thuốc nghiền thành bột vào trộn lẫn, lại vê thành nhiều viên nhỏ. Làm vậy còn có cái lợi, nếu tuần cảnh đến quản việc lão bán giã dược, liền có thể mở miệng phó ra đây là thiết cao hoàn, ăn no bụng chứ không trị bệnh, hai ngài nếm thử một ít xem sao. Tuần cảnh cũng phải bó tay, biết mấy thứ lão bán chẳng có gì tốt, cho không cũng chẳng thèm. Lòng dạ Kim Mặt Dỗ đều đặt hết tại đây, cũng giống như lúc lão bán thuốc rong bày ra bộ dáng cầu tài. Các vị già trẻ lớn bé, đàn ông đàn bà, mời qua đây xem. Hôm nay nhân dịp hội thuyền đông, ta mang bảo bối gia truyền tới đây, không mua thì chẳng nơi nào có. Các vị có biết bảo bối gì không nào? Một là hổ cốt tráng cân đan, một là hóa thực đan. Hai cái tên này ngài không biết cũng không sao, bởi chúng còn được gọi là bát bảo thập toàn bách bộ anh hùng đại lục hoàn. Vậy bát bảo là gì đây? Trân châu, sừng tê giác, hùng hoàng, hổ phách, long cốt, chu sa, băng phiến, xạ hương. Thế còn thập toàn thì sao? Là đảng sâm, bạch thuật, phục linh, cam thảo, đương quy, xuyên khung, bạch thược, thục địa hoàng, hoàng kỳ, nhục quế. Mấy thứ này đều dùng mật ong loại tốt điều chế, làm thành thuốc tăng lực bát bảo thập toàn. Đừng nói là bách bổ, ngài thiếu cái gì bổ cái đấy, chỗ nào cũng bổ. Ngoài bổ dưỡng, thứ này của ta dựa trên phương thuốc của Dược Vương Tôn Tư Mạc, do thần y Hoa Đà truyền thụ, có thể trị bách bệnh. Ví như dịch hạch, thương hàn, đau bụng, tiêu chảy, sốt nóng, sốt rét, không có gì không thể trị. Đây là nội tật, ngoại thương thì sao? Bất kể ngài bị đau chém, dìu bổ, ưng quắp, chó cắn, gà mổ, chuột gặm, thậm chí lở loét, mụn nhọt, ghẻ chóc vân vân, đều có hiệu quả. Lỡ vị kia nói ta không bị bệnh, cũng không cần bổ dưỡng, dùng thuốc tăng lực của ngươi cũng vô dụng thì sao? Không thành vấn đề, thuốc này của ta còn có thể tăng cường sức khỏe, bồi bổ thân thể. Đàn ông ăn xong bắn không ngã, đàn bà ăn xong thân không lạnh, trẻ con mau ăn trong lớn, người già lưng không bị cong, người chết ăn có thể sống lại, người sống ăn biến thành thần tiên. Hôm nay không mua thuốc của ta, vào quan tài chết không nhắm mắt. Kim Mặt Dỗ dựa vào khả năng miệng lưỡi bán được không ít viên tăng lực làm bằng bá thuốc cùng gạo nếp. Mà thấy hội thuyền đồng sắp bắt đầu, lao liền cất tiền thật kỹ, đang muốn thu dọn sạp hàng, vừa lúc đội trưởng đội truy nã Phi Thông dẫn theo hai tuần cảnh đi ngang qua,
liếc mắt thấy là Kim Mặt Dỗ, dùng chân đạp lên sạp, quát: "Lại đến bán thuốc giả, tịch thu tăng vật phạm tội cho ta." Tuần Cảnh bên cạnh tiến lên và miệng lão hai cái, lấy đi toàn bộ tiền Kim Mặt Dỗ kiếm được, coi như hôm nay làm việc không công. Lúc trước Kim Mặt Dỗ đang nghĩ ra đủ thứ, nhưng giờ hết thảy lý do thoái thác đều vô dụng. Chắc lão đã quên, dân thường có thể cãi lý với kẻ mặc quan phục sao? Kim Mặt Dỗ trong lòng uất nghẹn, muốn nhảy sông tự vẫn cho xong. Có điều lão không cam tâm, chưa xem thuyền đồng đã chết, lập tức quấn tấm vải bố dưới đất, vác trên lưng, chen vào đám đông, tranh nhau xem náo nhiệt. Có người hỏi, xem thuyền đồng bên bờ sông, cho dù mỗi năm một lần, làm sao lại náo nhiệt đến vậy? Bạn có điều không biết, không phải thuyền đồng đi qua là kết thúc. Tại ngã rẽ trên sông có dựng một đài gỗ, mấy trăm người đàn ông đứng thành hai hàng, cao thấp, mập gầy, đẹp xấu, già trẻ, cụt tay quẻ chân, miệng méo mắt lác, đầu thân mặt quỷ, dạng gì cũng có. Chẳng tên nào là hạng thiện lương. Một đám mặc áo cộc quần thô, nhớn mày, trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi, hùng hùng hổ hổ, giống như có thâm thù đại hận. Dưới đài rất nhiều tuần cảnh canh phòng nghiêm ngặt, đây mới là nơi náo nhiệt nhất. Hai bên đều là tào bang, liều sống liều chết, muốn tranh cao thấp trên đài. Lại nói, đây cũng là một truyền thống của hội thuyền đồng. Thành Thiên Tân nằm ở cuối Cửu Hà, thủy vận vô cùng phát đạt. Tào bang là bang phái lớn nhất tại địa phương. Từ thời nhà Minh đã bắt đầu vận chuyển lương thực từ Nam ra Bắc, duy trì thủy vận 600 năm. Tất cả tàu thuyền trên sông đều do họ quản lý, trong đó cũng có thuyền của chính tào bang. Không ít tư nhân tham gia với bọn họ, bởi thuyền qua lại trên kênh đảo đều phải giao tiền cho quan phủ. Nếu tự mình đi nộp, mỗi thuyền 100 đồng. Nếu thông qua tào bang thì 80, bọn họ giữ lại 20, nộp chính quyền 60. Hiện đại gọi là mua theo nhóm. Đương nhiên không chỉ vì tiện lợi trong việc thu một lần, lý do chủ yếu là do quan lại tư nhân cấu kết, tranh đấu gay gắt. Phải là tào bang có thế lực lớn ra tay, chủ thuyền bình thường tuyệt đối không làm được chuyện này. Nếu bạn chịu thiệt thòi đưa nhiều tiền, không muốn gia nhập tào bang, cái này không phải không được, nhưng sẽ có người công khai hay bí mật gây phiền phức, không chừng còn bày mưu tính kế khiến bạn ăn không nổi chén cơm này. Do có quá nhiều người theo nghề, không thể trông mong tất cả đều một lòng. Bất kể phe nhóm nào cũng muốn độc bá một phương kiếm tiền, khó tránh khỏi ăn chia không đều, bất chấp đạo nghĩa thầy trò, tình huynh đệ. Cho nên bên trong tào bang cũng phân ra năm bè bảy phái. Chưa kể riêng cửa sông Tam Xóa đã có hai bang hội lớn, một ở thượng nguồn nắm giữ Bắc Vận Hà, một ở hạ nguồn nắm giữ Nam Vận Hà. Thời xưa Nam Bắc Vận Hà còn được gọi là Lộ Vệ Nhị Thủy. Tên của hai bang hội lớn chính là Lộ Tào và Vệ Tào. Người dân thường gọi là Thượng Hà Bang, Hạ Hà Bang. Mỗi bang kiểm soát một con kênh, đôi bên xưa nay không hòa hợp. Hai kênh Nam Bắc tách nhau tại cửa sông Tam Xóa. Thuyền bè đi qua địa bàn của ai, tiền sẽ nộp cho người đó. Cho nên hai bang phái này vẫn luôn tranh đấu không ngừng. Hai bang phái Thượng Hà, Hạ Hà chẳng ai muốn thuyền đồng đi qua kênh đảo của mình, bởi thuyền đồng vừa lớn vừa chậm. Không chỉ một con thuyền mà có cả chục chiếc, chỉ cần thuyền đồng tiến vào, nếu con thuyền còn lại đều phải nhường đường. Không chỉ hai bang hội lớn, nếu người làm nghề cu li khuân vác hay đám lưu manh bảo kê cũng vậy. Kênh đảo Nam Bắc chính là bát cơm của mọi người. Mở mắt ra là lo kiếm tiền, ăn bữa nay lo bữa mai. Thuyền đồng đi qua khiến bọn họ không có việc làm, bụng đương nhiên phải chịu đói. Cũng vì việc này mà hai thế lực lớn tại Thượng Hà, Hạ Hà thường xuyên phát sinh xung đột. Không phải tranh chấp nhỏ lẻ, mà thường là những trận đánh nhau quy mô lớn bằng vũ khí. Ít thì mấy trăm người, nhiều thì trên ngàn người, tử thương vô số. Quan phủ quản không nổi, đây là tranh đấu bên trong tào bang. Tiền đã nộp đủ cho ngài, sống chết trốn chạy ngài đừng dính vào. Mấy trăm năm qua vẫn luôn giữ quy tắc này,
quan phủ có quyền lực lớn, nhưng lại không quản được mấy bang phái trên giang hồ. Cũng chẳng muốn quản, chỉ cần không phải giết quan tạo phản, gây hại đến người dân vô tội, đánh từ đầu người thành đầu chó, đuôi què mẻ sứt cũng chẳng sao. Có điều xung đột diễn ra ngày càng quyết liệt, gây nguy hiểm nghiêm trọng tới an ninh địa phương. Quan phủ không thể ngồi yên, sợ loạn đến không thể cứu vãn. Nếu thật sự xảy ra chuyện, ai cũng không tránh khỏi can hệ, đành phải đứng giữa hòa giải. Cuối cùng hai bang hội tại Thượng Hà, Hạ Hà đạt thành hiệp nghị. Trước khi thuyền đồng đi qua, đôi bên sẽ đọ sức một phen tại ngã rẽ cửa sông Tam Xóa. Thi đấu phải tuân theo quy tắc, có văn bản làm chứng, không được dùng binh khí đánh nhau quy mô lớn. Có thể một chọi một, bất luận sinh tử, bên nào thua cuộc sẽ phất cờ lệnh trên đài. Thuyền rồng từ xa trông thấy, liền dẫn thuyền đồng sang bên đó. Ban đầu cũng chỉ là tranh chấp trên sông, trải qua nhiều năm, thắng bại đã không dừng lại ở việc tranh đoạt thuyền đồng, mà còn vì thể diện uy phong, phô trương thanh thế trước mặt người dân Thiên Tân Vệ. Thắng trận này có thể trợn mắt nghe răng, đè đầu đối phương trong vòng một năm. Hôm nay 26 tháng 5 âm lịch, cửa sông Tam Xóa mây đen mù mịt, thời tiết đặc biệt oi bức, giống như sắp có mưa lớn. Người xem náo nhiệt ai nấy mồ hôi ướt sũng. Lưu Hoành Thuận cùng Đỗ Đại Biêu, Gia Đam Đông tiến lại gần. Dưới đài cảnh sát vây quanh vòng trong vòng ngoài, nơi này dễ phát sinh náo loạn, chính quyền không dám coi nhẹ. Mọi người thấy Lưu Hoành Thuận tới, liền trở lại cho anh ta một chỗ trống, làm cảnh sát không sợ xảy ra chuyện. Đến lúc đó, cứ theo chức trách mà làm, cần bắt ai thì bắt, nếu thật sự náo loạn sẽ có quan trên chịu trách nhiệm. Gậy cũng đánh lên người cảnh sát, bọn họ chỉ là tuần cảnh quen tại địa phương, ai thăng quan đổi chức thì bọn họ vẫn đến tháng lãnh lương, cho nên xem náo nhiệt cũng chẳng sao. Chợt có người nói với Lưu Hoành Thuận: "Lưu đầu đi, đến cũng vừa lúc." Hết hồi 1 của chương 9. Hồi 2. Lưu Hoành Thuận hướng ánh mắt về phía đám đông, thấy đại đội trưởng đội truy nã, kẻ bất lực Phí Thông cũng ở trong đó, đang vươn cổ trợn mắt nhìn lên đài. Lưu Hoành Thuận đến gần Phí Thông chào hỏi: "Nhị ca." Phí đội trưởng ở nhà đứng thứ hai, vẫn gọi Phí Nhị ra. Còn biệt danh kẻ bất lực là do mọi người ngầm đặt, trước mặt không ai kêu. Tốt xấu gì hắn cũng là đội trưởng đội truy nã thành Thiên Tân, cánh tay đắc lực của đại lão gia. Phí Thông quay đầu, thế là Lưu Hoành Thuận hỏi: "Huynh đệ, sao giờ cậu mới tới?" Lưu Hoành Thuận ghé vào tai Phí Thông thấp giọng nói: "Mới nhận được tin quan trọng, Ma Cổ Đạo muốn nhân lúc thuyền đồng đi qua hôm nay, giả mạo người sáng lập Pháp Cổ Hội Hải Lão Ngũ, gây đại loạn ở cửa sông Tam Xóa." Phi Thông giật mình kinh hãi: "Hải Lão Ngũ, vậy kẻ trên thuyền rồng kia không phải lão ta sao?" Lưu Hoành Thuận nói: "Hải Lão Ngũ thật sự đã mất đầu, xác bị nhét dưới huyệt mộ, lời ta nói nhị ca còn không tin sao?" Vị Phí Nhị gia này không có bản lĩnh phá án, nhưng rành nhất là nịnh bợ, lạm quyền cướp sông. Nếu kẻ khác nói với hắn lời này, hắn đã sớm mắng cho té tát. Thế nhưng phi mau thối Lưu Hoành Thuận nào phải người thường, trước giờ không nói năng lung tung, đây tuyệt đối là cơ hội thăng quan phát tài, liền hỏi Lưu Hoành Thuận: "Huynh đệ, cho dù nhị ca không tin tưởng ai, cũng không thể không tin đệ. Bất quá đây không phải chuyện nhỏ, trình báo xin lệnh bắt từ quan trên e đã quá muộn. Theo ý kiến của đệ, chúng ta nên giải quyết thế nào đây?" Lưu Hoành Thuận nói: "Ta không nên rút dây động rừng. Địa ca điều động người làm được việc trong đội truy nã, mai phục khắp nơi, theo dõi sát sao thuyền rồng, tránh trở tay không kịp. Ngoài ra liên hệ với đội cảnh sát năm sông, bảo bọn họ phái nhiều thuyền nhỏ tiếp ứng. Chờ khi thuyền rồng qua đây, ta sẽ cùng Đỗ Đại Biêu lên đó, bắt giữ kẻ giả mạo Hải Lao Ngũ. Và nhất thông tin sai lầm, quan trên truy cứu, cứ để mình ta gánh vác." Đội cảnh sát năm sông chính là đội vớt xác thời nhà Thanh. Đến những năm dân quốc mới trở thành cảnh sát đường sông. Mặc dù mang danh cảnh sát, nhưng vẫn làm công việc vớt xác chết trôi.
nạo vét lòng sông. Phí Thông là đội trưởng đội truy nã thành Thiên Tân, yêu cầu bọn họ mấy chiếc thuyền cũng không thành vấn đề. Vì thăng quan phát tài, náo nhiệt trước mắt cũng không ham. Nói với Lưu Hoành Thuận: "Huynh đệ, giữa hai ta việc gì phải phân chia rõ ràng. Nếu quan trên truy cứu, đương nhiên để nhị ca đây ứng phó. Ta là đội trưởng đội truy nã, không phải nên thay các huynh đệ chống đỡ sao? Đệ đừng quá lo lắng, trời sập xuống cũng có nhị ca gánh vác. Chỉ là công lao bắt hung tặc ở cửa sông Tam Xóa, có thể chia cho ca ca một phần hay không?" Lưu Hoành Thuận biết Phí Thông là kẻ không có lợi không nhúng tay, cho nên khẽ gật đầu, dục hắn mau chuẩn bị. Lại nói, đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu cũng nằm bên bờ sông. Lưu Hoành Thuận thường xuyên gặp người của đội cảnh sát Nam Sông, chân anh ta lại nhanh, vì sao không tự mình đi một chuyến? Có ba nguyên nhân. Thứ nhất, nước, lửa không dung hợp. Lưu Hoành Thuận không muốn tiếp xúc với cảnh sát đường thủy. Phi Thông là đội trưởng đội truy nã, người làm quan ra mặt, không cần thiếu nhân tình của đội cảnh sát Nam Sông. Thứ hai, Lưu Hoành Thuận cũng thích xem náo nhiệt. Hôm nay cửa sông Tam Xóa có thuyền đồng đi qua, còn có một trận so tài giữa hai bang phái lớn nhất khu vực, một năm chỉ diễn ra một lần. Thứ ba, bang môn tà đạo mưu đồ làm loạn, nhất định chờ lúc thuyền rồng vào đến cửa sông Tam Xóa. Tôn bao công sức chọn ngày này, còn không phải vì tranh thủ sự náo nhiệt kia sao? Anh ta ở đây trông chừng, một khi có biến cố phát sinh cũng không đến mức trở tay không kịp. Tạm thời không bàn việc Phí Thông điều binh khiển tướng thế nào, tiếp tục nói đến hai bang hội Thượng Hà, Hạ Hà tranh hội thuyền đồng. Quy tắc từ xưa là một chọi một, nhưng lại không giống như đấu võ trên lôi đài. Bởi người trong bang hội không phải chèo thuyền thì cũng là khố rách áo ôm, chân trần không sợ sỏ dày. Vì một cặp bánh rán có thể đánh chết người, ỷ vào sức mạnh là chính, chẳng mấy ai học đánh quyền đá cướp. Đôi bên còn tập trung 6 oa hỏa lớn tại Thiên Tân Vệ đứng cổ vũ. Là những đại oa hỏa nào đây? Trong thành, bốn phía đông tây nam bắc đều có một thế lực nổi lên xưng bá. Lão Quân ở Tây Thành, Lão Duyệt ở Đông Thành, Tứ Hải ở Bắc Thành, Cửu Như ở Nam Thành. Bốn oa hỏa này chẳng ai dám chọc. Bốn trại chủ càng là lưu manh số một. Ngoài ra còn có hai thế lực khác, một là oa hỏa khu vực Lão Long Đầu, kiểm soát cu li khuân vác tại nhà ga. Hai là oa hỏa khu vực Hầu Gia Hậu, kiểm soát sòng bài kỹ viện, tiệm thuốc phiện tại địa phương. Cả hai đều không phải đèn cạn dầu. Lưu manh của sáu đại oa hỏa, tên nào tên ấy đội mũ lệch, trừng mắt lườm nguýt, chân sỏ dày hình ngũ quỷ nháo phán, cả ngày đánh lộn hù người. Bà hôm không gây chuyện liền cảm thấy toàn thân ngứa ngáy khó chịu. Cả đám ô hợp tụ lại một chỗ, đấu chính là gan, so chính là tàn nhẫn. Vai sánh vai xuống chào dầu, đầu đối đầu lan bàn đinh, dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra, bà đào sau lỗ, không trên vài mạng người quyết không bỏ qua. Địa bàn được phân chia rõ ràng, nếu bên nào vượt quá giới hạn đến chỗ người khác gây sự, lập tức lao vào đánh nhau. Bất chấp mọi thứ, gậy gộc, búa rìu, súng săn, đao kiếm vân vân, có cái gì dùng cái đấy. Chưa kể trèo lên đầu tường nóc nhà, tạt nước sôi, ném gạch đá, muốn tàn nhẫn bao nhiêu có bấy nhiêu. Kẻ đánh người không phân nặng nhẹ, kẻ bị đánh cũng tuyệt đối không tỏ ra yếu thế, chẳng bên nào chịu thua bên nào. Bằng không các huynh đệ trong oa hỏa sẽ khinh thường ngươi. Kết cục thế nào đây? Chỉ có thể làm lưu manh nửa mùa, gánh gồng đi bán bánh bao. Bởi vậy tên nào cũng chỉ hoành hành ngang ngược trong địa bàn của mình, rất ít ra ngoài gây sự, coi như giữ mình an toàn. Oa hỏa nôm na gọi là nơi nấu cơm chung. Thời xưa đám lưu manh côn đồ tại Thiên Tân thường chiếm đoạt nhà cửa làm cứ điểm, tự xưng là đại trại, thủ lĩnh gọi là trại chủ. Trong trại tàng trữ rất nhiều vũ khí, ngày thường không tụ tập đánh nhau thì ăn uống chơi bời. Ai mới gia nhập sẽ ăn bát mì coi như ra mắt. Thời xưa so tài trong hội thuyền đồng ở cửa sông Tam Xóa
hai bang hội lớn sẽ tự phô diễn tài năng, thể hiện những chiêu trò độc nhất vô nhị. Vì như phía Tây Hà bang cử ra một vị ôm quyền chắp tay, giọng nói vô cùng khách khí, nhưng dùng từ ngữ lại đầy vẻ lưu manh, rút ra một thanh chủy thủ sắc bén bóng loáng, vươn một ngón tay trái phập 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 chém xuống mấy đao, giống như gọt vỏ củ cải. Chớp mắt thì trên ngón tay chẳng thấy đâu, chỉ còn dư ba đốt xương trắng hếu. Lại nhúc nhích mấy cái để mọi người nhìn cho rõ, còn phải làm bộ sắc mặt không đổi, thản nhiên cười đùa. Tiếp theo đến phiên Hạ Hà bang cử ra một vị, cũng ôm quyền chắp tay, nói mấy câu khách sáo, sau đó lập tức xách con dao phay, cắt miếng thịt lớn từ bắp đùi, băm nhỏ tại chỗ, dùng lá sen gói lại đưa đối phương, bảo cho bọn họ mang về làm văn thắn ăn, mặc kệ máu tươi chảy đầm đìa, mặt vẫn như chưa xảy ra chuyện gì, một giọt mồ hôi cũng không đổ. Thế vẫn chưa đủ tàn nhẫn, trận đầu chỉ coi như đệm lót mà thôi, không phải phân cao thấp, trận tiếp theo sẽ còn lợi hại hơn. Bên này cử ra một vị, nhặt cục đá cắn trong miệng, vùng búa nện một nhát thật mạnh, sau đó phun ra một đống lộn nhộn đá vụn cùng răng vỡ cho mọi người xem. Bên kia cũng cử ra một vị, thè lưỡi rồi dùng răng cắn, còn mượn đối phương cây búa tự đập vào cằm của mình một cái, xoẹt một tiếng, đầu lưỡi đỏ lòm đứt lìa rơi trên đài, miệng đầy máu không hề nhổ ra, ừng ực nuốt vào trong bụng. Trận này coi như ngang tài ngang sức. Bên này lại cử ra một vị, khiêng ra hai cây đôn đá đặt song song, ở giữa chừng lại một khe hở, đưa cánh tay vào, hét to một tiếng, cả người giở tay mà nghe. Dứt lời vận hết sức lực, rắc một cái, cánh tay bị bẻ gãy quặt, mặt không đổi sắc, hơi thở không dứt đoạn. Bên kia không phục, lại cử ra một người, nâng chân đặt lên bề mặt một chiếc đôn đá, hai tay nhấc bổng chiếc đôn còn lại, hô một câu, tạ công góp vui cùng các vị, sau đó hung hăng đập mạnh xuống chân, rắc một tiếng, xương cốt vỡ nát. Đương nhiên bọn họ cùng không chịu tàn nhẫn một cách vô ích. Người trong bang hội sẽ ra tiền phụng dương đến chết, hơn nữa còn được anh em tôn sùng. Bởi vậy người rút phải thăm chết, đứng ra đại diện tranh đấu khốc liệt, cũng không nhất định là bị bắt buộc. Trải qua mấy hiệp, cái gì mà vớt đồng xu trong chảo dầu, cắt mũi xẻo tay, xuyên dây thép qua đầu ngón tay bốc trứng gà, chiêu trò tàn nhẫn nào cũng nghĩ ra, thực có thể gọi là bát tiên quá hải. Ai nấy tự phô bày bản lĩnh, hai bang hội còn phân phát thiệp anh hùng, mời kỳ nhân dị sĩ tại vùng đất cuối Cửu Hà tham gia. Đám người này tuy có danh có hiệu, nhưng nói cho cùng vẫn là dân chúng nghèo khổ, ai trả nhiều tiền sẽ hỗ trợ cho kẻ đó. Tranh nhau thể hiện thân thủ trong hội thuyền đồng, chớp thời cơ khiến mình nổi tiếng, hai bên một chọi một, kẻ đến người đi, ai không theo được coi như thua. Đấu hết trận này tới trận khác, trên dưới khó phân, chẳng bên nào phục bên nào, chỉ biết lấy mạng bù vào. Một ngày trước khi diễn ra lễ hội, bọn họ đã mở hương đường, tổ chức rút tử thiêm. Lúc này trên đài không nói dài dòng, lập tức rút dao cắt cổ. Bạn nghĩ mà xem, náo nhiệt như vậy, người dân có thể bỏ qua sao? Bỏ lỡ rồi biết xem ở đâu đây? Hai bang hội lớn tranh đấu trên đài, người đứng gần đài bên dưới đã bị máu văng đầy mặt, còn kích thích hơn cả xem chém đầu thời xưa. Hương đường, nơi thờ cúng tổ sư của các bang phái giang hồ thời xưa, chỉ mở khi có sự kiện quan trọng trong bang. Rút tử thiêm, rút thăm chết, thuật ngữ giang hồ thiên tân vệ thời xưa, chỉ hình thức giải quyết tranh chấp giữa hai bang phái. Thay vì trực tiếp lao vào đánh nhau, đôi bên sẽ thi xem ai ý chí kiên cường. Hình thức ganh đua rất đa dạng, nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn. Hội thuyền đồng 26 tháng 5 năm nay cũng náo nhiệt chẳng kém. Đệ tử hai bang Thượng Hà, Hạ Hà, lưu manh côn đồ của sáu oa hỏa lớn triển khai trận thế. Mỗi người cầm trên tay một tờ giấy vàng. Đây là ương bảng dành cho người chết. Thời xưa người chết
đều phải mời Âm Dương tiên sinh viết ương bảng. Bên trên ghi đầy đủ họ tên, ngày sinh tháng đẻ. Sau đó cho vào trong quan tài cùng với người chết. Thời xưa, rất nhiều người nghèo khổ lúc chết không mua nổi chiếc quan tài ván mỏng, chỉ có thể dùng chiếu cỏ cuộn lại mang đi chôn. Thế nhưng một tờ ương bảng này lại không thể thiếu, bởi không có ương bảng, không thể khiêng xác chết ra khỏi thành. Vong hồn không xuống được âm ti, ngay cả người chết đường chết chợ cũng phải xin chính quyền một tờ ương bảng. Hôm nay đám lưu manh tên nào tên đấy đều cầm ương bảng trên tay, chính là có ý không muốn sống trở về. Giống như tướng quân khiêng quan tài ra trận, mục đích thể hiện chí khí cũng như sự ngang tàng. Đà chủ hai bên cùng sáu vị trại chủ oa hỏa, ai nấy ngồi trên cao, tay cầm ấm trà, phe phẩy quạt xếp, bị môi nhếch miệng, mặt mày dữ tợn, tỏ vẻ không phục. Quản sự Tào Bang gọi là đà chủ, vẻ mặt tình cảm có thể chấp nhận, dù sao người ta cũng kiếm cơm bằng thuyền bè, coi như có nghề nghiệp ổn định. Hoa Hỏa lại không như vậy, nói trắng ra thì chỉ có một căn nhà rách nát, bên trong kê một tấm ván giường, để mấy cái ghế băng, khá hơn một chút thì có thêm bếp lò, bên trong đốt toàn than vụn, ấm trà bát trà chẳng cái nào lành lặn. Muốn bần hàn bao nhiêu có bấy nhiêu, thế nhưng đám lưu manh này lại tự xưng là sơn trại. Thủ lĩnh lưu manh biến thành trại chủ, cũng không nhìn xem địa thế khu vực xung quanh thành Thiên Tân đều bằng phẳng, lấy đâu ra núi non, lập trại chỗ nào? Ngoài trừ hai nhóm người này, mấy vị trưởng lão trong Tào Bang cũng được mời lên, tất cả đều là lớn tuổi, thân mặc trường bào, đầu đội mũ quả dưa, ngồi ngay ngắn trên ghế, hiếm khi mở miệng, bộ dáng giống như trưng bày một dãy đồ cổ. Theo quy củ bọn họ tới để trấn áp, thời điểm đôi bên căng thẳng cũng đều nhờ mấy vị này ra mặt khuyên can. Nhưng nếu bầu không khí nóng như lò lửa, đôi bên nhìn nhau đỏ con mắt, tình thế mất kiểm soát, mới leo ra bọn họ cùng ngăn không nổi. Lực lượng hai bên đều có mặt đông đủ, chấp sự nhận lệnh lên đài. Nói đến chấp sự của hội thuyền đồng, không phải ai cũng có thể làm được, cần phải là người đức cao vọng trọng, do hai bang Thượng Hà, Hạ Hà đề cử. Chỉ thấy người này tuổi quá 60, tóc hoa râm, thân mặc trường bào, áo khoác bên ngoài đen bóng, đầu đội mũ quả dưa, cất giọng sang sảng, khí phách vô cùng. Hai bang Thượng Hạ đều cùng cội nguồn, kinh doanh thủy vận, vốn thuộc một bang. Lên đài tỉ thí, ai nấy tự thể hiện bản lĩnh, tranh đấu trong hội thuyền đồng, quang minh lỗi lạc. Kẻ có lòng riêng bội tín bất nghĩa, trời đất không dung. Nước sông Kiều Hà không vì trời mở, không vì sấm động, không vì sương ngừng, sống chết không hỏi, tuân theo ý trời. Ý muốn nói không vì sấm động, không vì sương ngừng, không chết không hỏi, sống trên không hỏi, thuận theo ý trời. Ý muốn nói đánh người thì đánh công khai, đừng dùng ám chiêu, đâu bằng bản lĩnh, chết coi như xong, không truy cứu trách nhiệm. Sau khi nói một tràng mấy lời sáo rỗng, chấp sự sẽ lên đài, bày biện hương án, cung thỉnh gậy rồng, cờ rồng, sớ rồng của Tào Bang, cùng bài vị của ba vị tổ sư. Mọi người chặt đầu gà, đốt vàng mã, dâng hương tế bái xong xuôi, lúc này mới coi như hoàn tất thủ tục khai hội. Đám đông dưới đài ai nấy mở to hai mắt, muốn xem hôm nay ai xung phong dẫn đầu. Chỉ nghe một tiếng phèn la vang lên, bên phía Thượng Hà Bang có một thằng nhóc bước ra, ăn mặc giống như lưu manh, nhấn mày liếc mắt, nhếch miệng chề môi, ông dung đắc ý bước lên đài. Trong lúc người dân xem náo nhiệt xung quanh đang xôn xao bàn tán, Lưu Hoành Thuận cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Đây chỉ là một đứa bé 12-13 tuổi, thân hình nhỏ gầy, mặt mũi đen sì, đôi mắt to tròn, người khác không chú ý nhưng anh ta đã nhìn ra. Từ khi thằng nhóc này bước lên đài, mặt cũng không chớp lên một cái, không phải do bản lĩnh hơn người, mà vì nó không có mí trên. Thượng Hà Bang lớn như vậy, vì sao lại
để một tên tiểu quái vật xung phong tỉ thí. Hết hồi 2. Hồi 3. Thằng nhóc kia bước nhanh lên đài, mặc dù tuổi tác còn nhỏ nhưng không hề tỏ ra hồi hộp, mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh. Trước tiên hướng đối phương chắp tay, vái chào đám đông xem náo nhiệt bên dưới một lượt. Sau đó vén áo, trên người hiện ra một lớp vảy dây đặc giống như cá, khiến người xem ai nấy nổi da gà. Hắn ôm quyền nói với người của Hạ Hà Bang: "Các vị thúc thúc đại gia, tiểu nhân tên Lệ Tiểu Bạc, cũng là người kiếm ăn trên thuyền, từ nhỏ mồ côi cha mẹ, đa chủ nhặt ta về nuôi dưỡng nhiều năm, bản thân không có gì báo đáp. Hôm nay xung phong ra trận đầu tiên, thất bại coi như trả mạng. Nhưng nếu ta may mắn thắng cuộc, vậy sẽ nổi danh tại vùng đất cuối Cửu Hà. Tuy ta còn nhỏ, có biệt hiệu Tam Thái Tử, bởi trên người ta mọc đầy vảy, đi ngủ mở mắt, người trên thuyền gọi ta là Tam Thái Tử Long Vương gia truyền thế. Đó là vì yêu thương khích lệ ta, thực lòng ta cũng không dám nhận. Một không sức lực, hai không thạo nghề, chỉ có bản lĩnh nhịn thở dưới nước, không đáng lọt vào pháp nhãn của cao nhân. Các vị đều là tiền bối, có quyền không tin lời ta nói. Nếu muốn biết vậy trên người ta có thật hay không, ta bóc một cái cho các vị xem." Dứt lời, cầm cái vẩy bên mạng sườn, giật mạnh một cái, trên người liền xuất hiện một vết thùng đầy máu. Coi ra chiếc vẩy này mọc rất sâu từ bên trong. Lưu Hoành Thuận thấy Lệ Tiểu Bạc trên đài tuy còn nhỏ, nhưng ăn nói đâu ra đấy, mở miệng là dùng khẩu ngữ giang hồ, đâu giống một đứa trẻ, nhưng cũng khác xa đám người vai u thịt bắp, đào to búa lớn, chỉ biết đâm chém. Không khỏi muốn xem Hạ Hà Bang tiếp chiêu như thế nào. Trong Hạ Hà Bang cũng có rất nhiều người tài giỏi, đây mới là trận mở màn, nhưng cũng không thể để một thằng nhóc hạ thấp uy thế. Không đợi đà chủ Hạ Hà Bang hạ lệnh, một người đã bước ra từ trong đám đông. Khoảng 20 mấy tuổi, thân mặc quần áo màu xanh, nét mặt vô lại, đứng đối mặt với Lệ Tiểu Bạc, nhướng mày liếc mắt tỏ vẻ khinh thường, nhếch miệng nói ra mấy lời khó nghe: "Nhóc con, ngươi thật sự khiến Lôi Bang tử ta mở mang tầm mắt. Hôm nay ta mới biết Tam Thái Tử Long Vương gia có bộ dáng giống như cá trạch dưới sông." Lời vừa thốt ra, người trong Hạ Hà Bang lập tức cười nghiêng ngả. Lệ Tiểu Bạc không hề tức giận, khuôn mặt thoáng hiện một tia lạnh lùng, bật cười ha ha hỏi đối phương: "Có phải muốn đấu trận này hay không?" Lôi Bang tử nói chắc như đinh đóng cột: "Đúng vậy, đại gia đây sẽ giúp ngươi rèn luyện. Ta cũng sống bằng nghề sông nước, cái khác không nói, lặn nước nín thở chính là chuyện thường ngày. Đừng nói ta bắt nạt trẻ con, ngươi có bản lĩnh gì thì thể hiện ra đi, ta đây chấp hết." Lôi Bang tử nghi rất đơn giản, nín thở còn có chiêu trò gì khác, đơn giản chính là vụt đầu vào trong chậu nước, xem ai không nhịn được ngoi lên trước. Lại thấy Lệ Tiểu Bạc lê ra hai cái bong bóng heo, hay còn gọi là bọng đái heo, chưa đầy nước. Ông Dung nói: "Là thế này, hai ta chui đầu vào bong bóng heo, bảo người bịt kín khe hở, trói quặt hai tay sau lưng, ai tắt thở trước thì thua." Mọi người không khỏi sửng sốt, thằng nhóc này cũng quá tàn nhẫn, mà mồm ra là đánh cược mạng sống. Hội thuyền đồng hôm nay vô cùng náo nhiệt, nếu Lôi Bang tử nói không dám tiếp chiêu, trận đầu liền thất bại, mấy trận sau cũng khỏi phải đấu nữa. Lúc này Lôi Bang tử đã cảm thấy hối hận, cắt tay chặt chân cùng lắm chỉ bị tàn tật, về sau còn có miếng ăn ổn định. Hắn tuyệt đối không ngờ Lệ Tiểu Bạc lại đặt cược tính mạng. Cơ điều hắn đã ra mặt nhận lời tỉ thí, giờ muốn rút lui, thể diện Hạ Hà Bang coi như vất đi, bản thân hắn quay về cũng đừng hòng sống sót. Nghĩ đi nghĩ lại kiểu gì cũng chết, thầm nhủ không chừng Lệ Tiểu Bạc chỉ to mồm nói bừa, mạnh miệng hù dọa để che lấp nỗi khiếp sợ, chưa chắc đã có bản lĩnh như vậy. Vì thế lòng hạ quyết tâm, căn răng nói với Lệ Tiểu Bạc: "Để xem mèo nào cắn biểu nào." Bây giờ có hai chấp sự tiến lên,
nhanh chóng trói quạt hai tay của Lệ Tiểu Bạc và Lôi Bang Tử ra sau lưng. Mỗi người căng một cây bong bóng heo để bọn họ chui đầu vào. Bong bóng vốn có thể co giãn, chui đầu xong liền thả tay. Bong bóng sợ bám chặt lấy cổ, sợ vẫn chưa đủ kín, lại dùng dây quấn thêm vài vòng. Cho dù đứng dậy, nước cũng không rơi một giọt. Trên đài dưới đài im phăng phắc, ai nấy đều tập trung theo dõi hai người. Qua một hồi, toàn thân Lôi Bang Tử phát run, rõ ràng không thể tiếp tục nín thở. Trong khi đó, Lệ Tiểu Bạc vẫn không hề nhúc nhích, vững vàng đứng tại chỗ. Thêm một hồi, Lôi Bang Tử chịu hết nổi, đập đầu xuống đất, lăn qua lộn lại, hai chân đạp loạn. Có tên đệ tử Hạ Hà Bang rút chùy thủ, muốn tiến lên rạch bong bóng heo. Thượng Hà Bang không đồng ý, chẳng cần bọn họ ra tay, đám lưu manh oa hỏa đã xông lên ngăn chặn, trợn mắt nghiến răng đe dọa. Người thử động cái coi. Người của Hạ Hà Bang tự biết mình đuối lý, bất đắc dĩ lùi lại, trơ mắt nhìn Lôi Bang Tử ngã lăn ra đất, dãy giụa vài cái rồi nằm yên bất động. Lúc này người của Thượng Hà Bang mới đi lên, rạch vỡ bong bóng heo trên đầu Lệ Tiểu Bạc, cởi trói cho hắn. Lệ Tiểu Bạc mặt không đổi sắc, hơi thở ổn định, tươi cười chắp tay hướng bốn phía, sau đó nhanh quay về phe mình, tìm một góc mà đứng. Người dân xem náo nhiệt thì nhau reo hò, thằng nhóc này không hề khoác lác, chẳng lẽ đó thật sự là tam thái tử của Long Vương gia. Kể từ đó, Thất Tuyệt Bát Quái, vùng đất cuối Cửu Hà, có thêm một tam thái tử Lệ Tiểu Bạc. Đồng thời cũng xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ. Hạ Hà Bang thua trận đầu, đa chủ sai người dọn xác Lôi Bang Tử, tuân thủ quy tắc cũ. Tiếp theo đến phiên Hạ Hà Bang khiêu chiến. Lưu Hoành Thuận đứng dưới đài quan sát hết thảy, trong lòng cảm thấy bất an. Không ngờ hội thuyền đồng năm nay lại diễn ra tàn nhẫn như vậy, chợp mắt đã cướp đi một mạng người. Đúng lúc này, bên phía Hạ Hà Bang có một vị bước ra. Tuy ngoại hình chẳng có gì ấn tượng, lời nói cũng chẳng đao to búa lớn, mặc bộ quần áo rách dưới, nhưng thân thể vạm vỡ, cao to lực lưỡng, râu ria xồm xoàm, canh tay nổi gân, người toàn cơ bắp. Trong đám đông xem náo nhiệt, có người nhận ra hắn, sôi nổi vỗ tay, trầm trồ khen ngợi. Vị này quả nhiên không tầm thường, chính là Cao Trực Nhãn trong Thất Tuyệt Bát Quái. Hết hồi 3. Hồi 4. Hai bang Thượng Hà, Hạ Hà tại Thiên Tân Vệ vì hội thuyền đồng mà đấu nhau hơn trăm năm. Bấy lâu nay có thắng có bại, năm nay ngươi chèn ép ta, năm sau ta trấn áp ngươi, có thể nói thế lực ngang ngửa, chẳng bên nào mãi chiếm thế thượng phong. Bằng không hội thuyền đồng cũng không náo nhiệt như vậy. Sáu oa hỏa lớn đến hỗ trợ cũng chia đều mỗi bên ba nhóm. Thượng Hà Bang thắng trận đầu, Hạ Hà Bang không phải không có người tài. Trận thứ hai cử ra một vị không phải huynh đệ trong bang, mà được mời đến từ bên ngoài, một trong Thất Tuyệt Bát Quái, vùng đất cuối Cửu Hà. Kỳ nhân tại Thiên Tân Vệ, họ Cao, nhà nghèo mệnh khổ không có tên gọi, chỉ có ngoại hiệu kêu Cao Trực Nhãn, làm nghề oa bột nhi. Trước tiên tôi muốn giải thích cái gì gọi là oa bột nhi. Đây cũng là một nghề bán sức kiếm tiền, nói đơn giản thì chính là chuyển đồ hay khuân vác. Bất kể nặng bao nhiêu, hai vai cũng gồng sức nâng lên. Có điều vật nặng đè trên cổ, sau gáy dần hình thành vết chai thật dày, lâu ngày liệt biến thành một cái u lớn, cổ không thể dựng thẳng, đi lại nằm ngồi đều vươn ra. Dân chúng gọi chung những người này là oa bột nhi hay cổ bị oằn. Nhà Cao Trưởng Nhãn đông người, già trẻ lớn bé đều há miệng chờ cơm ăn, tất cả trông cậy vào mình hắn nuôi sống. Lúc mới vào nghề, hắn không thể kiếm nhiều việc để làm, vận người khác khiêng hai chuyến, hắn chỉ vác một lần là xong, sau đó mau chóng chạy qua nhà tiếp theo, cùng vì tranh thủ kiếm thêm mấy đồng tiền. Thời xưa đồ đạc phần lớn làm bằng gỗ đặc, bàn bát tiên, ghế bành, bàn dài,
hòm gỗ, tủ quần áo. Hắn không chịu khuân từng thứ một, mà thường chồng hai ba cái lên vai, nặng đến nỗi thở không nổi. Ai chào hỏi cũng không đáp lại. Không phải hắn xem thường người ta, mà vì toàn thân đã gồng hết sức, hàm răng cắn chặt, cố gắng giữ hơi. Muốn nói chuyện cũng không được, hai mắt mở to chỉ lo nhìn đường, cho nên mới có biệt danh là cao trực nhãn hay cao căng mắt. Hắn theo nghề này hai mươi mấy năm, chính là càng làm càng dẻo dai. Hai cánh tay sức lực không nhỏ, không chỉ dùng sức khiêng đồ, còn phải chú ý cách làm. Chỉ cần đặt lên vai, bất luận chồng cao thế nào, một không rung lắc, hai không trao đảo, lựa đành rời phá hỏng đồ của gia chủ, hắn đến không nổi. Cho nên càng thêm cẩn thận vạn phần, lâu ngày luyện thành một thân bản lĩnh. Sau này cao trường nhãn chuyển nhà cho người ta, bộ dáng cũng đều như vậy. Trước tiên cúi thấp đầu, sau gáy đặt một cái bàn bát tiên, mặt bàn hướng lên trên, bốn chân bàn buộc dây vắt qua vai, lại chồng lên một cái bàn dài úp ngược. Trên đó xếp tám cái ghế con, có thể đặt thêm một đồng hồ để bàn, giá gương, bình hoa cùng những đồ vật linh tinh khác. Lúc khiêng cao hơn đầu người, hắn không cần dùng tay đỡ, đi bằng bằng trên đường, vừa nhanh lại vừa vững. Điều này thu được không ít người rảnh rỗi vỗ tay tán thưởng, gieo hò cổ vũ. Cao trực nhãn cao hứng, còn có thể dùng tuyệt chiêu, hai tay nâng lên, hạ thấp eo lưng, hất chồng đồ phía trên quay vài vòng, quả thực giống như diễn trò làm xiếc. Mới ai có được bản lĩnh này. Lại nói, cao trực nhãn bước lên đài, giống như ngày thường không nói một câu, chắp tay chào người của Thượng Hà Bang, lấy ra một con dao phay bong loáng, xoạc chân làm tư thế sẵn sàng, cúi thấp đầu, tay phải vung lên, phập một cái chém vào sau gáy. Mấy người nhát gan dưới đài đều dùng tay che mắt, chẳng ai dám nhìn. Đây không phải tay chân, mà là cổ. Với sức lực của cao trực nhãn, một nhát hạ xuống còn không chém lìa đầu mình sao? Hạ Hà Bang đã trả bao nhiêu tiền đáng để hắn liều mạng như vậy? Chỉ nghe keng một tiếng, âm thanh giòn vang, lưỡi dao chém vào gáy cao trực nhãn giống như bổ trúng gang thép. Hắn đứng dậy, thu hồi tư thế như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, tay cầm dao đi vòng quanh một lượt, giơ ra cho mọi người nhìn rõ. Lưỡi dao đã mẻ một miếng, mẹp cũng bị cong vênh. Dưới đài, tiếng hò reo ủng hộ dồn dập vang lên, khi thế hừng hực. Đúng là cao trực nhãn có bản lĩnh đau thương bất nhập, kim trung cháo thiết bố sam, dịch cân kinh của đạt ma lão tổ. Súng bắn chỉ lưu lại nốt mờ, đao chém chỉ để lại vết xước, kiên trì khổ luyện thành công phu tuyệt đỉnh. Nhưng sự thật không phải vậy. Cao trường nhãn làm nghề oa bột nhi hai mươi mấy năm, sau gáy đã hình thành vết chai dày cộp cứng như sắt thép, cho nên hắn mới dám sử dụng chiêu thức này. Vận sức mạnh đến đâu cũng chẳng sao, nhưng nếu chém vào nơi khác, trên dưới chỉ sai lệch vài phần, đầu hắn sẽ lập tức chuyển nhà. Trong Thượng Hà Bang không thiếu người bốc dỡ hàng hóa lâu năm, sức mạnh hơn người, phía sau cổ cũng chồng chất vết chai. Có điều vết chai dày đến đâu vẫn là thịt. Thiên Tân Vệ ngoài trừ cao trường nhãn, ai dám dùng dao phay chém vào cổ? Một đám nhìn quanh, mắt lớn trừng mắt nhỏ, xem ra chẳng ai dám lên tiếp chiêu. Đa chủ Thượng Hà Bang cắn chặt răng, mà thấy trận này sắp thua đến nơi, vừa định đứng dậy nói mấy câu lưu manh kiếm về chút mặt mũi, bỗng có một giọng nữ vang lên: "Khoan đã!" Trong thanh âm nhẹ nhàng để lộ sự sắc bén, mọi người trên đài dưới đài đều thắc mắc, sao lại có nữ nhân ở đây? Đà bà con gái cũng dám dùng dao phay chém cổ sao? Mọi người theo giọng nói nhìn lại, chỉ thấy từ trong đám đông xem náo nhiệt có một thiếu phụ xinh đẹp đi ra. Mái tóc đen như mực, thân mặc áo lụa mỏng, mặt như hoa đào chớm mở, hai má hồng mịn tựa bột phấn, lông mày vẽ ra đường cong tinh tế tựa trăng rằm, đôi mắt hạnh long lanh, sống mũi cao thẳng, miệng anh đào đỏ mọng, hàm răng trắng tinh khiết như ngọc, mà lúm đồng tiền duyên dáng,
vòng eo nhỏ thướt tha yểu điệu, cặp chân thon dài trắng muốt, tuổi chừng 28-29, bước đi uyển chuyển vô cùng quyến rũ, thật đúng là một đóa hoa đang kỳ nở rộ. Trong sách có nói thiếu phụ dung mạo xinh đẹp này cũng không phải người thường, là một trong thất tuyệt bát quái của Thiên Tân Vệ, xuất thân từ gia đình hành nghề diễn xiếc, biệt danh trên giang hồ kêu Nhất Trưởng Kim. Không chỉ vậy, cô ta còn là vợ của đa chủ Thượng Hà Bang, huynh đệ thuộc hạ toàn xưng chị dâu. Nhất Trưởng Kim cũng là người mệnh khổ, lúc trước mãi nghệ ở cổng phía nam thành Thiên Tân, là biểu diễn tạp kỹ, từ nhỏ thức khuya dậy sớm, luyện thành một thân tuyệt kỹ, toàn bộ công phu đều nằm ở đôi bàn chân nhỏ xinh. Sở trường của cô ta chính là đạp lu, nằm ngửa mặt lên băng ghế, một chân nâng lu nước, chân còn lại đạp cho nó chuyển động. Không chỉ đạp lu rỗng, đàn ông lưng dài vai rộng chui vào trong lu, cô ta cũng đạp cho nó xoay vèo vèo, khiến người hoa cả mắt. Nhắc tới đạp lu Nhất Trưởng Kim, trên giang hồ không ai không biết. Thế nhưng thời ấy, làm nghệ sĩ thực không dễ dàng. Ngay Đào Kép nổi tiếng cũng là vừa hát kịch vừa bán chôn nuôi miệng, huồng chi mãi nghệ đường phố nay đây mai đó. Nhất Trưởng Kim rất xinh đẹp, từ khuôn mặt đến vóc dáng, muốn nở nang có nở nang, muốn thon thả có thon thả, lại thêm một đôi gót sen ba tấc được bó rất cẩn thận, một không vẹo gót, hai không nghiêng lệch, giống như con tôm cong mình, hai đầu chạm đất ở giữa cong, chiều dài 2 tấc 9 phân, bàn chân khô gầy, mặt chân mỏng, cổ chân mềm dẻo, bước đi vừa đoan trang lại hào phóng. Thời xưa, người mai nghệ giang hồ thường xuyên bị đám du côn ác bá ăn chơi trác táng, đùa bỡn ức hiếp. Họ không thể chọc vào bọn xấu xa này, đành nhắm mắt đưa chân làm lưu sướng. Người Thượng Hải kêu gà rừng, ý chỉ loại ca kỹ tiếp khách làng chơi, gọi là ca kỹ bán nghề nuôi thân. Thế nhưng đám người kia phần lớn đều ỷ thế bắt nạt, căn bản không chịu trả tiền, rơi vào đường cùng, đành phải hầu hạ người ta ngủ qua đêm, ban ngày mãi nghề đầu đường, kể ra cũng thật đáng thương. Sau này đà chủ Thượng Hà Bang nhìn chúng Nhất Trưởng Kim đều là người số khổ, sinh ra trong bụi cỏ, lớn lên vạm vật đường phố, cho nên lấy cô ta về trở thành chị dâu của Thượng Hà Bang. Đối với Nhất Trưởng Kim, cái này gọi là một bước lên mây. Y nhân không cần phơi mặt biểu diễn lề đường, càng không ai dám kiếm chuyện bắt nạt. Nhất Trưởng Kim nhấc gót sen đi lên trên đài, đến bên đà chủ Thượng Hà Bang cúi người nói: "Đương gia, để thiếp tiếp chiêu tên oa bột nhi này." Đà chủ Thượng Hà Bang có xuất thân là người chạy việc trên thuyền, Nhất Trưởng Kim phiêu bạt giang hồ, hai vợ chồng buôn đăng hộ đối, không chú trọng quá nhiều quy tắc. Thấy Nhất Trưởng Kim muốn ra mặt thay bang hội, chẳng những không tức giận mà còn vô cùng đắc ý. Nhất Trưởng Kim hướng Cao Trường Nhãn với tay gọi: "Đồ ngốc, qua đây." Cao Trường Nhãn tuy có năng lực nhưng lại ít va chạm với đàn bà con gái, dù sao cũng là cu ly khuân vác, làm gì có tiền chơi kỹ nữ uống rượu hoa. Vợ hắn cũng là phụ nữ nông thôn chân tay thô kệch, nào thấy qua nữ nhân xinh đẹp lộng lẫy nhường này. Vợ nghe Nhất Trưởng Kim gọi mình, mặt lập tức đỏ au, không dám nhìn thẳng, cúi đầu đi tới. Nhất Trưởng Kim nhìn bộ dáng lung túng của Cao Trường Nhãn, bật cười nói: "Đồ ngốc, cầm đao chém cổ ta làm không được, hơn nữa đàn bà cũng không tiện mua đao động thương, chẳng phải ngươi rất khỏe sao, có dám cùng đấu sức cùng ta hay không?" Cao Trường Nhãn chưa kịp mở miệng, dưới đài thanh âm vang dội nổi lên bốn phía. Nói cho cùng, Nhất Trưởng Kim cũng chỉ là phụ nữ, người có sức mạnh đứng đầu Thiên Tân Vệ, một là Đỗ Đại Biêu trời sinh thần lực, khiêng đỉnh nặng ngàn cân, phàm nhân ăn ngũ cốc tạp lương sao có thể so sánh. Người còn lại chính là Oa Bột Nhi Cao Trường Nhãn, quanh năm làm việc nặng, luyện thành một thân bản lĩnh. Nhất Trưởng Kim làm vậy chẳng tự mình đùa với lưỡi dao sao? Lại nhìn Cao Trường Nhãn cũng không biết là xấu hổ hay tức giận,
đỏ mặt nửa ngày mới ấp úng hỏi một câu: So thế nào đây? Nhất Trường Kim đúng là thích đùa bỡn, sai người mang đến một cái ghế, dứt khoát ngồi xuống, hai chân khép chặt, hướng Cao Trường Nhãn cười nói: Nếu bành được hai chân của ta ra, trận này coi như ngươi thắng. Đám đông xem náo nhiệt bùng nổ, nhiều kẻ nhìn Nhất Trường Kim thèm nhỏ dãi. Đám đàn ông có suy nghĩ sâu xa, thậm chí còn huýt sáo tán thưởng. Cao Trường Nhãn nào đã gặp phải tình cảnh này, sắc mặt lúc xanh lúc tím, trên trán đổ đầy mồ hôi, đứng ngây tại chỗ, chân tay luống cuống. Người của Hạ Hà Bang đứng phía sau luôn miệng thối thúc: Cao Trực Nhãn, sao còn không lên? Có tiện nghi không chiếm, còn chờ xét đánh chúng người hả? Cao Trực Nhãn đỏ mặt tía tay, không biết làm sao cho phải. Hạ Hà Bang đã thua một trận, hắn không thể thua tiếp trận này. Đối phương đã nói như vậy, chuyện gì nên làm vẫn phải làm. Đành chùi hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào vạt áo, sau đó đặt lên hai đầu gối của Nhất Trường Kim. Bên dưới lớp quần lụa mỏng chính là da thịt nõn nà, tay sờ lên cảm thấy thật thoải mái. Cao Trường Nhãn trong lòng sung sướng, âm thầm nuốt nước miếng. Hắn biết Nhất Trường Kim từng biểu diễn đạp lu, thân mang tuyệt kỹ, đương nhiên không dám khinh thường. Vì thế ổn định lại tinh thần, dùng sức banh đầu gối sang hai bên. Nào ngờ hai chân Nhất Trường Kim không hề nhúc nhích. Nhìn bộ dáng quẫn bách của Cao Trường Nhãn, cô ta cất giọng trêu đùa: Đồ ngốc, mau dùng sức đi, banh ra được bà đây cho không. Lời vừa nói ra, đám đông lập tức cười ồ lên. Cao Trường Nhãn bất giác ngây người, thầm nghĩ người phụ nữ này không phải tay vừa. Tuy mình chưa dùng hết sức, nhưng lực đạo không hề nhỏ. Ngẩng đầu nhìn Nhất Trường Kim, dồn 8 phần sức mạnh lên đôi tay, có điều vẫn không banh được chân cô ta. Cao Trường Nhãn toát mồ hôi lạnh, trước mắt bao người lại thua bởi một mụ đàn bà, không chỉ khiến họ cười đến rụng răng, mà còn làm Hạ Hà Bang mất hết mặt mũi. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy bất ổn, không dành thương hương tiếc ngọc, nhướng mày trợn mắt, cắn chặt hàm răng, vận hết sức lực dồn vào đôi tay, lớn tiếng hô to: Mở! Chợt nghe phực một tiếng, Nhất Trường Kim vẫn không nhúc nhích, nhưng dây quần của Cao Trường Nhãn lại đứt đoạn, quần tụt đến tận chân, khiến mặt hắn đỏ bừng, còn đậm hơn cả màu thuốc nhuộm. Sững sờ đứng trên đài, hắn không thể tìm cái lỗ nẻ mà chui vào. Đám đông thi nhau cười rộ. Cao Trường Nhãn vội vàng kéo quần, lao thẳng xuống đài, xấu hổ cúi đầu chen vào giữa đám đông chuẩn mất. Trận này hai bên ngang sức ngang tài, Thượng Hà Bang thắng 1-1, chiếm thế thượng phong. Người của Hạ Hà Bang không phục, đa chủ ra mặt nói: Hai bang chúng ta đều kiếm ăn trên sông, đừng quên tổ sư gia đã định ra quy củ, nữ tử không thể lên thuyền. Thượng Hà Bang dựa vào đâu mà để đám đàn bà con gái xuất đầu lộ diện, không sợ mất mặt sao? Thời xưa đi thuyền trên sông có rất nhiều quy tắc, vì như thời điểm làm bánh nướng áp chảo hay ăn cá, kiêng kỵ nhất là nói chữ lật, lật úp phải nói tránh thành đảo thuyền. Trên thuyền có người chết cũng không thể nói chữ chết, mà phải nói thành nổi. Bà đĩa xoong nồi không được để lung tung, không được đặt đũa lên bát sau khi ăn, bằng không sẽ gặp xui xẻo. Kiêng kỵ đối với nữ nhân lại càng nhiều. Thời xưa có câu: Nữ nhân lên thuyền thuyền lật, nữ nhân qua lưới lưới rách. Đặc biệt là phụ nữ mang thai, nếu không chú ý bước qua lưới đánh cá, cho dù lưới mới cũng phải vứt bỏ. Đà chủ Thượng Hà Bang biết mình đuối lý, trước giờ thi đấu hội thuyền đồng chưa từng có nữ tử tham gia, tiếp tục tranh luận không tránh khỏi thiệt thòi. Nhưng vất vả lắm mới hòa được một trận, sao có thể tuột mất cơ hội? Đảo mắt một vòng đứng dậy nói: Giờ đã là năm gì rồi, còn tin mấy tập tục hủ lậu này chứ? Hơn nữa trên thuyền các vị thật sự không có nữ nhân sao? Xin hỏi tổ mẫu nương nương mà các người thờ phụng trong khoang thuyền có phải là nữ hay không? Lời vừa nói ra, mọi người ai nấy đưa mắt nhìn nhau, cứng miệng không trả lời được. Theo lý thuyết lời này chính là đại bất kính.
nhưng nghĩ kỹ lại không thể phản bác. Làm việc trên tàu thuyền đều phải thờ phụng tổ mẫu nương nương, ai dám nói nương nương không phải nữ nhân. Đà chủ Thượng Hà Bang thấy mọi người im lặng, thừa dịp nói tiếp. Nói cho cùng, quy tắc tổ sư gia định ra chính là không cho nữ nhân lên thuyền, chứ không nói là không cho nữ nhân lên đài thi đấu. Nhớ trước đây Hoa Mộc Lan thay cha tổng quân, Xa Thái Quân 100 tuổi vẫn nắm giữ ấn soái, toàn là nữ trung hào kiệt, đều được người đời sau kính ngưỡng. Vợ ta thi triển tuyệt kỹ trước mắt bao người, dựa vào đâu mà không tính? Chẳng lẽ đám đại lao gia các ngươi không thấy xấu hổ khi so đo với đàn bà con gái sao? Người của Hạ Hà Bang bị hỏi đến á khẩu, đành chấp nhận trận này hòa. Xa Thái Quân, còn gọi Dương Lệnh Bà, vợ của Dương Nghiệp, Dương Lệnh Công, Dương Gia Tướng, là một người phụ nữ trung liệt, có lòng đầu trưởng do triều đình ban thưởng, trên đánh hôn quân, dưới đánh loạn thần. Vừa rồi trận đấu trên đài còn chưa bắt đầu, dưới đài đã sôi nổi giao dịch, chính là đánh cược thắng thua. Dân chúng có người coi Thượng Hà Bang, có người ủng hộ Hạ Hà Bang, ai nấy đều bỏ tiền ra đặt cược. Không ngờ tình thế hôm nay lại nghiêng về một phía. Mà thấy Thượng Hà Bang chiếm thượng phong, không ít người ban nãy mua Hạ Hà Bang thắng liền dao động, trong lòng cảm thấy bất an, rút tiền về đặt cho Thượng Hà Bang. Dưới đài trở nên hỗn loạn. Đúng lúc này, chợt nghe trên đài vang lên mấy tiếng trầm đục, sàn gỗ rung lắc. Mọi người đưa mắt nhìn qua, thì bên phía Thượng Hà Bang xuất hiện một con quái vật khổng lồ. Hết hồi 4. Hồi thứ 5. 26 tháng 5 âm lịch, thuyền đồng đi qua cửa sông Tam Xóa Thiên Tân Vệ, hai bang Thượng Hà, Hạ Hà lên đài thi đấu. Thượng Hà Bang thắng trận đầu, trận thứ hai cũng bất phân thắng bại. Theo quy củ đã định, đôi bên thay phiên nhau thách đấu. Trận vừa rồi do Cao Trường Nhãn của Hạ Hà Bang lên trước, tiếp theo đến lượt Thượng Hà Bang. Chỉ nghe một tràng tiếng bước chân vang lên, một vị rẽ đám đông lên đài. Mỗi bước nện khiến mặt sàn rung lên bần bật. Dân chúng bên dưới thấy vậy không khỏi trợn mắt há mồm kinh ngạc. Vị này thân hình cao lớn, tướng mạo vô cùng xấu xí, toàn thân núng nính, bầm đến nỗi không mở được mắt, miệng chế xuống cằm, cằm chảy đến ngực, ngực sẽ tới bụng, bụng phệ tới đầu gối. Nếu chẳng may bị đau bụng, cũng không biết nên bôi thuốc ở đâu. Bởi lật tim nửa ngày cũng không thấy mắt rốn. Trong đám đông xem náo nhiệt, có người biết vị này, biệt danh hắn kêu Nhục Đôn Tử hay Tảng Thịt, là người của Thượng Hà Bang. Nhục Đôn Tử trời sinh mập mạp, ăn bao nhiêu cũng không đủ no. Ăn bánh nướng tính bằng đũa, ăn màn thầu tính bằng đòn gánh. Lời này là sao đây? Giả sử hôm nay chúng ta ăn bánh nướng áp chảo, Nhục Đôn Tử không ăn theo miếng hay theo cái, mà dựng một chiếc đũa trên bàn, xuyên bánh nướng hết cái này tới cái khác, cho đến khi bánh đầy tràn, không nhìn thấy đầu đũa đâu nữa, lúc này mới rút đũa ra, bỏ bánh vào miệng. Đồ ăn kèm cũng chẳng cần, nhét bánh nướng như đổ thùng đất, chớp mắt liền biến mất. Ăn hết mười mấy, 20 đũa như vậy mới coi như tạm đủ. Thế lúc ăn màn thầu thì sao? Đặt lên bàn một cái đòn gánh, xếp màn thầu thành hàng, từ đầu này sang đầu kia, cái này chồng cái khác, xếp hơn 20 đòn gánh như vậy mới đủ để hắn lấp nửa dạ dày. Nếu để hắn há miệng ăn thả cửa, bao nhiêu cũng không đủ no. Từ nhỏ đến lớn, Nhục Đôn Tử chưa bao giờ được ăn ngon. Thân hình mập mạp của hắn đều dựa vào ăn màn thầu, bánh nướng, bánh kếp, bánh ngô mà trưởng thành. Mỗi bữa hắn ăn bằng khẩu phần một tháng của người bình thường, ai nuôi nổi hắn đây? Thượng Hà Bang phụ trách vận chuyển lương thực trên kênh đảo, nhưng không vì vậy mà có quá nhiều thức ăn để phung phí. Nhục Đôn Tử chính là một tên giá áo túi cơm, đặt đầu cũng vô dụng, tuy nhiên lại rất có ích khi đi thuyền. Thời điểm gặp phải sóng to gió lớn, không điều khiển được bánh lái, muôn thuyền rẽ về bên nào thì bảo hắn đứng sang phía đối diện,
mũi thuyền sẽ lập tức chuyển hướng qua đó. Hai chân nhục đôn tử to như cột đình, không thể sải bước, chỉ đành nhích từng chút một, nửa ngày mới đi đến giữa đài. Đứng tại chỗ, thở hổn hển một hồi, lôi từ trong túi ra một viên đá họa thạch đầu, khó nhọc vẽ xuống đất một vòng tròn. Mặc dù người của Hạ Hà Bang không biết nhục đôn tử muốn làm gì, nhưng miệng cũng không chịu buông tha. Có người hét lớn: "Thằng mập, vẽ sai rồi. Vòng tròn của ngươi sao không chữa lại một cửa chứ?" Cái này kêu mắng chửi người mà không mang lời thô tục. Thời xưa, lúc đốt vàng mã cho người chết sẽ lưu lại một cửa ở phía tây nam của vòng tròn vẽ dưới đất để âm hồn có thể tiến vào lấy tiền. Không phải nhục đôn tử không nghe thấy điều này, chỉ là hắn làm ngơ, coi như không biết, cúi đầu vẽ một vòng tròn chằn chặt, thở phì phò mấy hơi, ném hòn đá qua một bên, cất giọng ồ ồ: "Đừng ở đó chen mồm nói leo. Ta đứng vào trong vòng tròn này để xem các ngươi ai có thể kéo ta ra ngoài." Mọi người nghe xong liền xúm lại xì xào bàn tán. Tên mập trước mắt này còn giống người sao? Voi cũng không nặng bằng hắn, ai đủ sức kéo hắn ra khỏi vòng đây? Đám người Hạ Hà Bang, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chẳng ai dám tiến lên ứng chiến. Đến kẻ có sức mạnh như Ba Bột Nhi, Cao Trực Nhãn, cũng không đẩy nổi tảng thịt mỡ nhục đôn tử. Chỉ trừ Đỗ Đại Biêu ở đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu, có điều cậu ta là người của chính quyền, không tiện tham gia thi đấu hội thuyền đồng. Nói vậy, vùng đất cuối Cửu Hà còn ai có thần lực đối phó nhục đôn tử nữa đây? Nhục đôn tử đợi nửa ngày thì Hạ Hà Bang không ai tiến lên, nhếch miệng cười khinh bỉ. Hắn mồm rộng cổ to, họng giống như đường ống thoát nước, lời nói ra đều rung ồ ồ, thanh âm cười ha ha càng giống như chuông đồng, khiến người ù tai. Vô tưởng trận này Thượng Hà Bang không chiến mà thắng, nhưng chợt nghe bên phía Hạ Hà Bang có người hô: "Ta đến rồi." Đám đông liền dàn sang hai bên. Một lao nông từ phía sau đi tới, thân mặc quần áo vải thô, khuôn mặt đen sạm, có thể thấy quanh năm làm việc đồng áng, hai bàn tay toàn là vết chai. Trong sách có nói người này sống tại Cao Trang, nằm ở ngoại ô, trong nhà đứng hàng thứ tư, tính tình cố chấp, hay có thể nói là một kẻ ngu muội. Nhưng gì ông ta cho là đúng, trời giáng sớm sét cũng không hề lay chuyển, bởi vậy mọi người đều gọi ông ta là Tứ Ngốc. Lâu ngày tạo dựng tên tuổi, được người dân Thiên Tân Vệ kêu là chân thần Ngốc Gia. Sống bằng nghề trồng rau ở vùng ngoại ô, từ nhỏ đã rèn luyện kỹ năng. Một lần có vị quyền sư nổi tiếng từ nơi khác tới, thu nhận mười mấy đồ đệ ở Cao Trang, truyền thụ quyền pháp ngay tại chỗ. Ngốc Gia cũng đi theo luyện tập. Thế nhưng con người ông ta ngu dốt thô kệch, căn bản không nhớ được chiêu thức. Quyền sư thấy Ngốc Gia đầu óc chỉ độn, người như vậy sao có tố chất học võ, liền truyền cho ông ta một chiêu đá chân kêu: Giã điểu ninh chi, chim hoang vặn cảnh. Bảo ông ta tự mình luyện tập, đã vào thân cây đại thụ trước cửa thôn, sau đó cũng quên luôn người đồ đệ này. Nào biết Ngốc Gia vô cùng kiên trì, từ đó về sau chẳng phân biệt xuân hạ thu đông, nắng mưa, nóng lạnh, vừa sang canh năm đã mò dậy ra cửa thôn đá cây cổ thụ. 30 năm như một ngày, chưa từng bỏ lỡ ngày nào. Toàn bộ cây cối quanh thôn đều bị ông ta đá đổ. Lục Trương còn nói Ngọc Gia tính tình cố chấp, gần nhà chẳng còn cây để đá, trong lòng không khỏi lo lắng, sau này biết đá cây gì đây. Cùng may được người khác chỉ điểm, Ngọc Gia vào thành Thiên Tân tìm sư tử đá trước cửa miếu, côi xay đá ở xưởng làm đậu hũ để luyện tập. Nếu không bị ngăn cản, Ngọc Gia đã đá sập cả lầu gác làm bằng đá, từ đây càng nổi bật danh hiệu chân thần Ngọc Gia. Hôm nay lão được người ta mời đến đây trợ giúp Hạ Hà Bang, thấy đối phương là một tảng thịt mỡ đứng giữa vòng tròn khiêu khích, người của Hạ Hà Bang không ai dám ra mặt. Ngốc Gia thầm nghĩ, thằng nhóc này có thể rắn chắc hơn sư tử đá sao? Vì thế hét lớn một tiếng: Ta đến đây.
cất bước tới gần Nhục Đôn Tử. Đám đông dưới đài biết sắp có trò hay để xem. Nhục Đôn Tử thân hình phì nộn, vừa ngu vừa xuẩn, ngốc già trông cũng ù lì chỉ độn. Chỉ là Nhục Đôn Tử thiên phú dị bẩm, đứng ở đó sừng sững như tường thành. Ngốc già luyện 30 năm thành chân thần cũng không phải dễ chọc. Lần này đích thực là kỳ phùng địch thủ, ngang sức ngang tài, ai thắng ai bại khó mà đoán trước. Nhục Đôn Tử không biết ngốc già, thấy người tới là một lão nông quê mùa, cho rằng mình nắm chắc phần thắng, liên tục cười khoái trá. Ngốc già nhìn bộ dạng này của Nhục Đôn Tử, thầm nhủ đây chẳng phải tên ngốc sao, cũng không nhịn được cười phá lên. Hai người chẳng ai chịu nhúc nhích, cứ đứng đó cười ha ha không dứt. Thiên Nam Đồng xem náo nhiệt bên dưới cũng cười theo. Hai vị đà chủ trên đài cười không nổi, mà thấy thuyền đồng sắp đến cửa đông, tranh cãi nữa cũng không phân cao thấp. Thuyền đồng biết vào kênh đảo bên nào đây, ai nấy thúc giục người của bên mình nhanh chóng bắt đầu thi đấu. Nhục Đôn Tử không cần chuẩn bị, thân không động, vai không rung, đứng tại chỗ như một núi thịt, muốn dùng trọng lượng thủ thắng. Ngọc già cũng không làm bộ làm tịch, mở miệng nói: thằng mập, ta đá đo nha. Nhục Đôn Tử không thèm để tâm, hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy Ngọc già xoay mình thi triển một chiêu giã điều ninh chi, tung chân phong ra một cước. Chẳng ai nhìn rõ lão làm thế nào, vì sao lại như vậy. Do quá nhanh, vút một cái đã vào bụng phệ của Nhục Đôn Tử. Chỉ nghe Nhục Đôn Tử rên lên một tiếng, liên tiếp lùi lại mấy chục bước, rơi uịch xuống đài, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, chết oan chết uổng. Ngọc già hối không kịp, mấy chục năm qua chưa từng đá người, đâu biết nên dùng lực lớn bao nhiêu. Vì thắng trận này, lão đã dồn hết toàn bộ sức lực, đá tảng cũng không chịu nổi, huống chi là một tên mập. Thế nhưng xưa nay trận đấu trong Tào Bang đều là không màng sinh tử, tuân theo mệnh trời, chết cũng đã chết, chỉ có thể nói bản lĩnh không đủ, năng lực không tới, chính quyền cũng sẽ không can thiệp. Mặc dù trong lòng Ngốc gia cảm thấy hổ thẹn, nhưng ai vì chủ nấy, chỉ mong tên mập này làm ma, đừng tìm lão dây dưa. Vì thế ôm quyền hướng về phía thi thể Nhục Đôn Tử dưới đài: huynh đệ xin lỗi. Nói xong liền quay về chỗ của mình. Đấu xong trận này, hai bên lại hòa nhau, chưa phân cao thấp đã thiệt hai mạng người. Đà chủ hai bang Thượng Hà Hạ Hà còn muốn cử người ra thi đấu, các vị trưởng lão Tào Bang không thể ngồi yên. Đâu qua đâu lại như vậy, còn phải tử thương bao nhiêu người nữa đây. Mấy lão gia tử run rẩy đứng dậy, muốn khuyên hai bên bỏ qua. Một người trong đó nói: Thượng Hà Hạ Hà vốn là một nhà, theo bọn ta hôm nay nên là dừng lại tại đây. Chúng đệ tử hai bang lại không đồng ý. Dừng là dừng thế nào? Chẳng lẽ để người của mình chết vô ích vậy sao? Thuyền đồng sẽ hướng sang bên nào? Lại còn nguyên lão Tào Bang đứng ra nói: hay vậy đi, năm trước thuyền đồng đi qua Hạ Hà Bang, năm nay sẽ qua Thượng Hà Bang, sau này luân phiên mỗi năm đổi một bên, các vị thấy thế nào? Đa chủ Thượng Hà Bang nói: thắng bại chưa rõ, dựa vào cái gì kêu bọn ta nhượng bộ? Còn nữa, nếu có thể đổi đường sông mỗi năm một lần, người của bọn ta còn phải đánh đến người sống ta chết sao? Các người cậy giả lên mặt, thật đúng là tự mình bêu xấu. Nói thật cho các người biết, hôm nay không đâu ra thắng bại, chuyện này quyết không xong. Đa chủ Thượng Hà Bang không đồng ý từ bỏ. Đa chủ Hạ Hà Bang cùng đầu chịu thiệt thòi, thầm nghĩ: năm ngoái bọn ta thua, số tiền tổn thất một ngày do thuyền đồng đi qua chẳng có gì to tát. Bọn ta đã mất bao nhiêu huynh đệ, giờ trơ mắt bỏ qua sao? Nguyên một năm bị đối phương đè đầu cưỡi cổ, vất vả lắm mới chờ được hội thuyền đồng năm nay. Đang muốn dở mối nhục xưa lấy lại mặt mũi, mấy lao giả các người tùy tiện há miệng nói câu không đấu là không đấu hở? Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Nghe đến đây, cơn giận xông lên não, lập tức lớn tiếng mắng:
Đám lão già hồ đồ, cho các người ngồi đây chính là để làm vật trang trí, còn tưởng ta sợ các người thật sao? Đừng nói mấy lão già không nên thân các ngươi, cho dù hoàng thân quốc thích đến đây, ta cũng không nể mặt. Mấy vị trưởng lão Tào Bang giận đến tím mặt, suýt chút nữa thì tắt thở. Trên đài đã loạn thành như vậy, đám lưu manh của mấy oa hỏa lớn cùng đầu chịu ngồi im, mặc kệ có quy củ hay không, đánh nhau trước rồi hãng tính. Sáu oa hỏa lớn thành Thiên Tân vốn đã kết oán thù nhiều năm, bên nào nhìn đối phương cũng thấy không vừa mắt, mang tiếng đến hỗ trợ hai bang Thượng Hà, Hạ Hà, nhưng ai nấy đều không có ý tốt, lén mang theo búa rìu, gậy gộc, dao găm, mã tấu, hẳn không thể càng loạn càng tốt, chỉ chờ cơ hội ra tay tàn nhẫn, đánh bóng tên tuổi, khiến người kinh hãi, sau này ra ngoài kiếm ăn càng thêm tiện lợi. Thủ lĩnh oa hỏa xưng là trại chủ, đợi lúc hỗn loạn, chợt nghe một vị trong đó hét lớn: "Nói nhiều làm quái gì, cầm vũ khí đánh bỏ mẹ chúng đi." Nói rồi đứng phắt dậy, một cước đã gãy chân ghế, cầm trên tay triển khai tư thế sẵn sàng đánh người. Củi khô chỉ thiếu một mồi lửa, thuyền buồm chỉ đợi trời nổi gió, cả đám người đều đang chờ đợi một cơ hội, có vị này khơi mào, còn gì tốt hơn nữa đây. Mấy trại chủ còn lại cùng đầu chịu ngồi yên, luận đánh nhau ai cũng không hàm hồ, làm nghề nào ăn chén cơm nghề nấy, cả đám xắn tay vén áo để lộ hình xăm trên người. Hai phe nhất tề xông lên, mắt thấy sắp loạn thành một đống. Cảnh sát ào ào rút cảnh côn, chỉ đợi hiệu lệnh của trưởng quan, liền tiến lên bình loạn. Người dân xung quanh luống cuống tay chân, lưu manh Thiên Tân vệ đánh nhau quy mô lớn, dùng binh khí đâm chém bạt mạng, vẫn nói đau thương không có mắt, chẳng phân biệt ai với ai. Người dân thích xem náo nhiệt, nhưng lúc này chẳng ai dám nhìn, bị liên lụy biết đi đâu nói lý, chỉ vì hóng hớt mà mất mạng, thực không đáng chút nào. Trong lúc nhất thời, tiếng gào khóc ầm ĩ, tranh cãi chạy thoát thân, oán trách cha mẹ sinh mình chỉ có hai chân, càng hối hận vì đã không an phận ở nhà, một hai đòi đi xem náo nhiệt. Cục diện trước mắt không thể vãn hồi, không biết sẽ tử thương bao nhiêu người. Đang lúc nghìn cân treo sợi tóc, chợt nghe ai đó cố ý gào to: "Các vị khoan hãy động thủ, tất cả nhìn ta đây." Mọi người theo thanh âm nhìn về phía người vừa lên tiếng, thầm than: "Thôi xong, hôm nay không đánh tiếp được nữa rồi." Hết hồi 5 chương 9. Chúng ta cùng nghe tiếp hồi cuối của chương 9, hồi 6. Hai bang Thượng Hà, Hạ Hà tham gia hội thuyền đồng ở cửa sông Tam Xóa, đầu đến bất phân thắng bại, lực lượng ngang bằng. Lưu manh của sáu oa hỏa lớn nhân cơ hội gây chuyện, kéo bè kéo lũ đánh nhau, trên đài dưới đài loạn thành một đống, cục diện đã mất khống chế, một trận gió tanh mưa máu sắp xảy ra. Bỗng có người hét lớn: "Nể mặt ta, mọi người hãy dừng tay." Từ xưa đến nay, gây sự chưa bao giờ được coi là bản lĩnh, chỉ cần ngươi có gan cắt tay chặt chân, dám kéo hoàng đế xuống ngựa, cùng lắm thì chết mà thôi. Giải quyết được mới gọi là bản lĩnh, đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Hai bang hội, sáu oa hỏa lớn tranh đấu tại cửa sông Tam Xóa, đã thiệt mất hai mạng người. Trước kia hoàng thượng không quản nổi, nguyên lão Tào Bang cũng chẳng thể dàn xếp. Vậy người kia có thế lực lớn nào chống lưng mà dám ăn nói mạnh miệng kiểu này? Chô Khang không biết chư Thiên Tân vệ đích thực có một vị như vậy, chính là thiếu gia của 48 hiệu đổi tiền cùng tên, họ Đinh, được mọi người gọi là Đinh Đại Thiếu Gia. Trong thành Thiên Tân, nhà bọn họ được xưng là Đại Quan Đinh Gia, bởi gia đình sống tại Bắc Đại Quan, là một trong những khu buôn bán sầm uất lâu đời nhất thành Thiên Tân. Cửa hàng đối tiếp nhau san sát, ở đây ai cũng là kẻ có tiền. Họ Đinh coi như đứng đầu trong số những gia tộc giàu có. Đại trạch viện vô cùng hoành tráng, một mặt tường viện chiếm hết nửa con phố. Bên dưới hiên lầu bày một cặp trống đá bảo cổ thạch, trên khắc một bình hoa cắm ba cây kích, ngoài ra còn thêm một cái khèn, đây gọi là
bình sinh tam cấp, tường gạch cũng toàn là phù điêu, ví như hỷ thước đăng mai, bạch viên hiến thọ, nhị long diễn châu, sư tử lăn tứ cầu. Ngoài ra còn thêm các loại điển tích trong Tam Quốc Thủy Hử, tất cả đều được điêu khắc bởi các danh gia. Bên dưới có bốn bậc thang, ý nói tứ bình bát ổn, cổng gỗ hai cánh màu tím sẫm, đối diện là bức tường bình phong bằng gạch trơn nhẵn. Tranh viện có tổng cộng 8 tứ hợp viện thật lớn, mỗi viện đều có 5 gian nhà ngói khang trang, tọa bắc hướng nam. Phòng ốc đối diện cũng là 5 gian, sương phòng đông tây mỗi bên 3 gian, giường cột chạm trổ huy hoàng tráng lệ. Ngoài ra có cả trạm gác, phòng thu chi, chuồng ngựa. Hơn nữa còn xây một tòa hậu hoa viên, trong vườn có từng cặp bồn hoa trồng thạch liệu, trúc đào thân cao 9 thước, nghênh xuân, thám xuân, sơn chi, thúy bách, ngô đồng. Cành lá tươi tốt, cao vượt bờ tường, khi người qua kẻ lại trên đường đều phải ngoái nhìn. Đình Thiêu Gia là con trai độc nhất trong nhà, được ví như nhánh cỏ trên núi Côn Luân, cây non giữa cánh đồng ngàn trượng. Thực có thể nói là lưng tựa núi vàng, lân lên trong đống tiền. Văn không giỏi, võ không thông, chẳng có năng lực gì, dù sao tiền trong nhà tiêu mấy đời cũng chẳng hết. Suốt ngày ăn no rồi lại nằm khèo, chỉ lo nghĩ cách phá tiền phá của. Tiêu tiền cũng không phải chuyện đơn giản, còn tùy xem ngài tiêu bao nhiêu, tiêu thế nào. Xây nhà mua đất không coi là bản lĩnh, kẻ chân chính biết tiêu tiền là kẻ đạt đến cảnh giới khác người. Đình Thiêu Gia chính là như vậy. Nói đến bản lĩnh tiêu tiền của hắn, trên đời này không ai không bội phục, không ai dám nói là vô tiền khoáng hậu, nhưng cũng được xưng là kỳ tài trong giới tiêu tiền. Năm đó khi vẫn còn triều Đại Thanh, một lần Đinh Thiêu Gia đến Ngọc Hoa Lâu ăn cơm. Đây là một tiệm cơm Hoài Dương, người Thiên Tân Vệ yêu thích ẩm thực, nhà hàng quán ăn lớn nhỏ nhiều không đếm xuể, từ món chính đến các món ăn địa phương, cần cái gì có cái đó. Món ăn Hoài Dương không phải thịt cá đầy đĩa, đầy bát, mà đều rất tinh xảo, chú trọng vật liệu, phần lớn được vận chuyển từ Giang Nam, giá cả đương nhiên không hề rẻ. Phải là thực khách tiền dắt đầy túi, ăn đủ món ngon trên đời như Đình Thiêu Gia mới đến nơi này thưởng thức hương vị. Hắn không giống với kẻ có tiền khác, trước giờ không ngồi phòng riêng, chỉ muốn thực khách ra vào đều nhìn thấy mình, tiến lên chào hỏi vài câu là có thưởng. Trong lòng hắn cũng cảm thấy vui sướng. Lại nói hôm đó, Đình Thiêu Gia vừa lên tầng 2 Ngọc Hoa Lâu, thấy chiếc bàn bên cửa sổ bày sẵn tiệc rượu thượng đẳng. Thủ hạ của hắn đã sớm thông báo hôm nay chủ nhân sẽ dùng cơm ở đây, không cần gọi món. Trong lòng tiểu nhị Ngọc Hoa Lâu đều hiểu rõ, căn thời gian cực chuẩn, trước tiên mang lên 8 bát lớn, 8 bát nhỏ, 16 đĩa, 4 loại điểm tâm. Cái này kêu khai vị. Sau đó mời đến những món chính mà Đinh Thiêu Gia thích ăn, ví như sang hổ vĩ, chính là món lươn, là loại lươn nhỏ đặc biệt vận chuyển từ Giang Tô, được mệnh danh là nhân sâm sống, làm sạch cắt miếng, trượng qua nước sôi cho chín, sau đó dưới nước sốt đặc chế lên trên. Còn có một món kêu ô long ngọa tuyết, dùng sống dao băm nhuyễn ức gà, cho thêm long trắng trứng gà, xối dầu rồi để đông lại thành mảng, đặt vào đĩa. Cây này là tuyết, còn ô long chính là hải sâm, phải dùng loại hải sâm tốt nhất. Trước tiên luộc qua bằng nước, sau đó cho vào nồi hầm, đến khi mềm nhừ sẽ đặt lên lớp tuyết trong đĩa. Thứ người ăn thưởng thức không chỉ có nguyên liệu hay hương vị, mà còn cách bài trí đẹp mắt như vậy. Ngoài ra có cả món ba ba hầm nồi đất, gạch cua, vây cá, trứng bồ câu lòng đào, tôm tỉ bà, vân vân. Tóm lại toàn những món vừa ngon vừa đắt tiền. Món chính thường là giải phấn thang bao, nhu mễ thiêu mạch. Có vị thắc mắc, gọi nhiều đồ ăn như này cho mấy người ăn? Xin thưa, chỉ có mỗi mình Đinh Đại Thiếu Gia. Tính hắn là vậy,
chẳng cần biết ăn hay không ăn, cứ mang hết toàn bộ lên rồi tính. Chú thích: Hoài Dương, một trong 4 trường phái ẩm thực lớn nổi tiếng Trung Quốc, thuộc khu vực Dương Châu, Hoài An. Món ăn chủ yếu là thủy sản, trong đó Dương Châu đại biểu cho lưu vực sông Trường Giang, Hoài An đại biểu cho lưu vực sông Hoài. Nhu mễ thiêu mạch, xíu mại gạo nếp, giải phấn thang bao, tương tự tiểu long bao, còn nhân làm bằng thịt cua, thịt bò, cộng với canh xương hầm. Hết chú thích. Đình Thiêu Gia ngồi xuống chuẩn bị ăn, nhìn sang bàn bên cạnh, thấy có người đang ăn cơm, chừng 30 tuổi, mặt mũi hồng hào, quần là áo lụa, xem ra cũng là kẻ lắm tiền. Vị khách này khá đặc biệt, trên bàn chỉ đặt mỗi đĩa thức ăn cùng một bầu rượu. Trong đĩa đều là những viên nhỏ như trứng bồ câu, gắp từng miếng bỏ vào miệng, nhọp nhem vài cái rồi nhổ toẹt lên mặt bàn. Đình Thiêu Gia không khỏi kinh ngạc: tên này ăn cái gì đây? Sao ta chưa từng thấy qua bao giờ? Gọi tiểu nhị lại hỏi. Được biết người này là một thương gia giàu có họ Tào, thiêu gia của một trong 8 đại gia tộc lớn đến từ Sơn Tây. Đã ở đây ăn uống mấy ngày, chê vây cá của chúng ta không ngon, mua một túi lớn viên mã não, sai đầu bếp hầm canh cùng với hải sâm bảo ngư, đun cho đến khi cạn nước, thấm đẫm mùi vị. Mua xong rồi nhè, đám tiểu nhị đều đang chầu trực thu dọn bàn của hắn kìa. Đình Thiêu Gia nghe xong liền cảm thấy không vui, niệm chi hồ giả dã trước mặt Khổng Thánh Nhân, múa thanh long yển nguyệt đao trước mặt Quan Lão Gia, thế chẳng phải cố ý khoe của trước mặt mình sao? Rõ ràng sắp tâm đến Thiên Tân Vệ bêu xấu ta đây, hà có thể cúi đầu nhẫn nhịn? Vì thế phân phó thuộc hạ: mau đi mua một túi phỉ thúy về đây, ta sẽ ăn món này. Người hầu chạy đi mua hạt phỉ thúy. Đình Thiêu Gia mở túi chọn đi chọn lại, không có độ trong, màu sắc không đẹp đều loại bỏ, tùy tay ném đi, lựa được 20 viên phỉ thúy thượng phẩm trong suốt giao cho tiểu nhị, yêu cầu là một đĩa như vậy. Lúc nói chuyện, Đình Thiêu Gia cố ý đề cao giọng để vị thiêu gia kia nghe được: đây là Thiên Tân Vệ, không thiếu người biết ăn biết chơi. Người cầm quạt chắp tay sau lưng, giả bộ thành chim ưng chắc, định múa rìu qua mắt thợ. Một lát sau, tiểu nhị bưng đĩa phỉ thúy đã hầm kia lên, trông khá đẹp mắt, nhưng thứ này có thể ăn ngon sao? Đình Thiêu Gia không thiếu chiêu trò, mua xong không hề nhén lên mặt bàn mà phun từng viên xuống đất. Tiểu nhị thấy vậy liền nói: Đình Thiêu Gia, để tiểu nhân nhặt lại cho ngài. Đình Thiêu Gia nhếch miệng khinh thường: đồ ăn nhè ra rồi, người còn bảo ta lấy lại sao? Mang về cho mèo ăn đi. Tiểu nhị vội vàng tạ ơn Đinh Thiếu Gia, cúi đầu nhặt chỗ này một viên, chỗ kia một viên. Hạt phỉ thúy có hình cầu, rơi xuống đất lăn qua lăn lại. Tiểu nhị khom lưng đuổi theo, mặc dù mệt đến mồ hôi đầy đầu, nhưng trong lòng vẫn vui vẻ. Đinh Thiếu Gia thấy vậy lại càng khoái chí. Vị thiếu gia đến từ Sơn Tây cũng không phải hạng thiện lành, vợ thấy Đinh Thiếu Gia bày trò, thầm nghĩ: muốn làm cho ta nhìn sao? Được lắm, chơi thì chơi. Vì thế gọi tiểu nhị đến: ngươi nhặt mấy thứ bỏ đi kia làm cái gì? Cái này cho ngươi. Dứt lời, lập tức tháo xuống một cây nhẫn ban chỉ, là bạch ngọc hòa điền thượng phẩm, trong suốt bóng loáng, không có lấy một tia tạp sắc, cầm trong tay vô cùng trơn mịn, đáng giá cả một đống tiền. Tiểu nhị tám đời cũng không mua nổi chiếc nhẫn này, giật mình kinh hãi, xua tay không dám nhận. Thiêu gia Sơn Tây cười nói: có đáng gì, chỉ là mấy thứ vặt vãnh, lấy về cho trẻ con chơi mà thôi. Tiểu nhị ngàn ân vạn tạ, chợt nghe Đình Thiêu Gia phía sau hét lớn một tiếng: qua đây. Nói rồi thao xuống chiếc nhẫn đá quý, tùy tay ném lên bàn. Nhặt lẻ tẻ như vậy cũng mệt, cái này cho ngươi, mua ấm trà ngon mà uống. Viên đá quý này xanh biếc, to như trứng chim bồ câu, còn đáng giá hơn cả ngọc hòa điền, do cha hắn bỏ số tiền lớn nhờ người đặt mua từ Nam Dương. Đình Thiêu Gia không để trong lòng, thuận tay thưởng cho tiểu nhị, vênh mặt nhìn vị thiêu gia Sơn Tây
tỏ vẻ khinh thường, lại nhổ toẹt xuống đất một viên phỉ thúy, trong lòng đắc ý đến cực điểm. Vị thiếu gia Sơn Tây kia cũng là nhân tài tiêu tiền, há có thể thua hết mặt mũi. Vừa lúc trước cửa tiệm ăn có một người hát dạo, kêu lên biểu diễn một khúc. Hát xong chỉ thấy thiếu gia hô một tiếng hay, móc ra 8 ngân phiếu mấy ngàn lượng làm phần thưởng. Đình thiếu gia cũng kêu người hát dạo tới, không cần hát hò, thưởng một cái là ngân phiếu vạn lượng. Người hát dạo bừng đến phát điên, quỳ xuống dập đầu lia lịa. Số tiền này đủ cho hắn ăn mấy đời không hết, về quê mua đất xây nhà, biến thành phú ông một vùng. Đàn cũng chẳng cần, mang theo ngân phiếu chạy vội xuống lầu, làm cho đám thực khách xem náo nhiệt đỏ mắt thèm thuồng, còn người cũng sắp lòi ra ngoài. Vị thiếu gia Sơn Tây kia không phục, gọi tiểu nhị tới, viết một tờ điều tử, sai hắn đi nhà thổ Hầu Gia Hậu tìm 50 kỹ nữ tới đây hầu rượu. Tiểu nhị vừa nhận giấy, phía đình thiêu gia cùng viết xong một tờ, bảo hắn đến gánh hát ở khu phía nam, tìm 50 cô nương qua đây nói chuyện phiếm. Tiểu nhị nhận giấy ra ngoài làm việc. Chưa đến một canh giờ đã mang người về, 100 cô gái đi vào tiệm ăn, nói nói cười cười vô cùng ầm ĩ. Trong phòng ngập mùi son phấn, khiến người phải bịt mũi nín thở. Hai vị thiêu gia lại so gọi món ăn, ngươi chọn món gì ta kêu món đấy. Ăn hay không ăn chẳng quan trọng, cứ món nào đắt tiền hơn thì lấy. Rượu và thức ăn được bưng lên ảo ảo giống như nước chảy, làm cho trăm vị cô nương nhai đến mỏi miệng. Điều tử, giấy triệu hoán kỹ nữ, ca kỹ thời xưa. Thiêu gia Sơn Tây nói với 50 kỹ nữ, ăn uống thoải mái, hết bao nhiêu cứ tính cho ta, còn thưởng thêm các người. Nói xong, hắn lôi từ trong túi ra một đống nhẫn vàng được sâu thành chuỗi, bảo các kỹ nữ dàn hàng ngang, đeo lên ngón tay mỗi người một cái. Đám kỹ nữ tự dưng đường hời, mừng đến rơi nước mắt. Đình thiêu gia gọi người hầu lại gần, thấp giọng thì thầm vài câu. Tên hầu quay đầu đi ra ngoài, chẳng mấy chốc đã xách về một cái túi, đổ thành một đống lên bàn, cũng đều là nhẫn vàng. Đình thiêu gia bảo 50 cô nương đeo mỗi ngón tay một cái, rồi lại tháo giày vớ xỏ lên mỗi ngón chân một cái, ai có 6 ngón coi như chiếm tiện nghi. Vì thiêu gia Sơn Tây kia nóng nảy, lập tức hất đổ bàn, bát đĩa rơi đầy đất, mọc ra một tập ngân phiếu, nói với trưởng quầy, ta đền các ngươi bộ bát đĩa bằng vàng, đến tiệm vàng Vạn Bảo Lâu mua đi. Ồn ào lớn như vậy đã lan truyền khắp thành Thiên Tân, dân tình có thể không tranh nhau đến xem sao? Phỉ thúy mã não, nhân vàng rơi đầy đất, nhặt một cái là có thể phát tài. Ai nấy chen nhau chạy lên lầu 2. Trường quầy hoảng sợ, sợ mọi người làm sập cầu thang, vội vàng ngăn lại. Ấy ấy, các vị cẩn thận, đừng phá hỏng cầu thang nhà ta. Đình thiêu gia tiếp lời, trường quầy, đến cửa hàng đồ gỗ, ta cho các người một bộ cầu thang hoàng hoa lê, gỗ xưa. Trường quầy sợ cục diện không thể thu dọn, vội vàng hòa giải. À, hai vị thiêu gia, các ngài là thần tài giáng thế, rút sợi lông chân còn to hơn bụng của ta. Bọn ta chỉ làm ăn nhỏ, không chịu đựng giày vò thế này đâu. À, các ngài nương tay, xin đừng náo loạn, ta ở đây chắp tay cầu xin các ngài. Rốt cuộc, thiêu gia Sơn Tây không nhiều tiền bằng đinh thiêu gia, hầu bao đã cạn, đành phải thu tay, hừ lạnh một tiếng, cất bước rời khỏi tiệm ăn, không quay đầu lại mà đi thẳng. Đinh thiêu gia đại thắng, thẳng lưng ưỡn ngực, trong lòng cảm thấy thống khoái, đuổi hết đám kỹ nữ, sai tiểu nhị đi pha ấm trà. Tiểu nhị vâng dạ, vừa muốn xuống lầu, Đinh thiêu gia thấy xung quanh vẫn còn không ít người rảnh rỗi xem náo nhiệt, lại muốn bày trò. Đừng đi vội, có biết Đinh thiêu gia ta uống trà thế nào không? Đến tiệm giấy nam mua giấy trúc tuyên thành, về đun nước cho ta, ta thích mùi tre trúc. Người xem náo nhiệt ngoài mặt thì giơ ngón tay cái, trong lòng lại thầm mắng, thời buổi binh hoang mã loạn, dân chúng đến cơm còn chẳng có mà ăn, vị thiêu gia phá của này vì mua vui, không biết đã đốn bao nhiêu tiền. Tục ngữ có câu,
nhân bị nhân đắc tử, hóa bị hóa đắc nhân. Ý nói làm người phải biết đủ, không nên mù quáng đua đòi. Người khác tức tối ghen tị thế nào cũng vô dụng. Nhà họ Đinh quá giàu có, Đinh Thiêu gia cả ngày ăn chơi bên ngoài, Lê Tùng thay đổi cách tiêu xài, lâu ngày cũng cảm thấy nhàm chán. Nói cho cùng, mấy kẻ có tiền muốn tiêu khiển giải buồn, không ra ngoài ăn nhậu hút thuốc phiện thì cũng cờ bạc chơi gái. Đinh Đại Thiêu gia thì khác, cho rằng mấy trò này chẳng có gì mới mẻ. Nhìn lưu manh oa hỏa ở Thiên Tân Vệ lại thấy rất thú vị. Một đám quần áo lôi thôi, ăn nói thô tục, đứng không thẳng, ngồi không ngay, ưỡn ngực phưỡn bụng, nhìn người bằng lỗ mũi, ngây ngang bất cần, xưng anh hùng luận hào hán, huênh hoang khắp nơi, tung hoành đầu phố cuối hẻm, khoanh tay thu bảo kê, trợn mắt lừa gạt người, chẳng ai dám chọc. Một khi Đinh Đại Thiêu gia đã để mắt, không chơi thì thôi, đã chơi phải chơi cái này. Thiên Tân Vệ thời xưa có câu: nếu yêu thích, đam mê thứ gì sẽ trở thành con sâu trong thứ đó. Ý nói tìm hiểu cặn kẽ, hòa nhập bản thân vào bên trong. Vì như người mê kinh kịch thì vở diễn nào cũng xem, hơn nữa lúc xem còn đặt hết tâm tư trí óc vào đó, còn biết hơn cả diễn viên. Sướng, niệm, tố, đả, thủ, nhãn, thân, pháp, bộ, kỹ xảo lớn nhỏ không gì không biết. Ngồi trong rạp hát, trước giờ đều nhắm hai mắt, vừa nghe vừa đánh giá bình phẩm. Đừng nói quên ca từ hay lạc điệu, chỉ e hát lộn một chữ hắn cũng có thể nhận ra, lên tiếng nhắc nhở. Diễn viên trên sân khấu không những không khó chịu, còn âm thầm giơ ngón cái, khâm phục vị này thật sự có kiến thức. Tóm lại, lĩnh vực nào cũng có con sâu. Dường như đọc sách nghe nhạc, chơi đồ cổ, tranh chữ, nuôi cá cảnh, chim cảnh, trồng cây thưởng hoa, vân vân, đều có người đam mê, hiểu biết trên các lĩnh vực khác nhau. Lại nói, vị Đinh Thiếu gia này của chúng ta, mức độ đam mê thực không hề nhỏ, thường xuyên lăn lộn với đám người không ra gì, liền biến hắn thành con sâu trong ổ lưu manh. Săn nhà đầy tiền, hắn còn đặc biệt mời xã hội đen có số má ở Thiên Tân Vệ về dạy mình, nói cho hắn biết oa hỏa là gì, cái gì kêu đi dạo, làm sao trợn mắt dọa nạt, ăn nói đi đứng thế nào, ẩu đả đâm chém kêu võ lưu manh, miệng lưỡi sắc bén kêu văn lưu manh, có tiền có thế kêu lưu manh áo bào, lan lộn ở nông thôn kêu lưu manh chân đất. Tóm lại, bất luận là dạng nào đều có một đặc điểm chung, chính là mở miệng không nói lời tử tế, coi gây sự náo loạn là nghề, lấy thương tật là vinh quang. Đinh Thiêu gia càng nghe càng thích, càng tìm hiểu càng đam mê, hẳn không thể lập tức ra ngoài trải nghiệm. Có điều suy nghĩ kỹ lại, rốt cuộc làm lưu manh cũng vì kiếm miếng cơm. Nhà ta nhiều tiền như vậy, làm lưu manh thật không có tiền đồ. Ta không thể làm lưu manh mà phải quản lý bọn chúng. Lưu manh Thiên Tân Vệ đã có từ lâu, quan phủ cũng không quản nổi. Cho dù Đinh Thiêu gia có nhiều tiền, nhưng rốt cuộc cũng là bình dân áo vải. Một tên thiêu gia phá của như hắn có tài đức gì, có bản lĩnh gì hơn người mà dám ra mặt? Đinh Thiêu gia lại không nghĩ như vậy. Chuyện này nói khó thì khó, nói đơn giản thì đơn giản. Dù sao hắn có rất nhiều tiền, người không phục ta cũng chẳng sao, cũng không cần quanh co lòng vòng. Quy củ lễ nghĩa là cái quái gì? Ta dùng tiền đè đến khi người phục mới thôi. Hắn bảo người hầu vác túi tiền theo mình ra ngoài lang thang. Đến hầu ra hầu, khu vực không ai quản lý, hay là nơi đám lưu manh tụ tập như chợ chim Hà Bắc, thấy có người gây sự đánh nhau, hắn liền ra mặt hòa giải. Trước kia cũng có một đám người chuyên làm việc này, tất cả đều là lưu manh lớn tuổi, dựa vào danh hiệu nhiều năm tạo dựng, nói bên này khuyên bên kia, mềm mỏng không được thì mạnh bạo, dùng mặt mũi để trấn áp cục diện. Vậy Đinh Thiêu gia làm chuyện này thế nào? Căn bản chẳng ai thèm nghe lời hắn, cho nên đang đánh thì cứ đánh. Đinh Thiêu gia cũng không nóng giận, lôi tập ngân phiếu ra phe phẩy, cũng chẳng hỏi ai đúng ai sai,
chỉ cần dừng tay không đánh, số tiền này đều cho các ngươi. Đàm Liều Manh trố mắt ngây người, không hiểu thằng nhóc này đang chơi trò gì, chưa từng thấy ai hòa giải như vậy. Chẳng lẽ có người đưa tiền còn chê sao? Vì thế dừng tay, nhận tiền rồi giải tán. Lại nghe Đinh Thiếu Gia hô một tiếng khoan. Nếu đã cầm tiền, ai cũng không được rời đi. Không đánh chính là nể mặt ta. Bờ này thoải mái ăn uống, tắm gội chơi gái. Hết bao nhiêu, đã có ta lo. Làm lưu manh đều là người nghèo, không có tay nghề lại lười dốc sức, cho nên mới nhắm mắt dấn thân. Thực ra làm lưu manh cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Có mấy ai lăn lộn mà tạo nên tên tuổi, phần lớn là hạng khô rách áo ôm không sợ chết. Ra quán vỉa hè gọi bắt canh lòng đã kêu ăn Tết. Trường hợp phô trương mời khách như Đình Thiêu Gia chưa từng thấy bao giờ. Một đám đầu váng mắt hoa, ăn không, uống không, chơi không, còn có tiền dắt túi mang về. Ai sẽ phản đối vị thiếu gia này đây? Từ đó, Đình Thiêu Gia được các oa hỏa lớn nhỏ tại Thiên Tân Vệ tranh nhau đăng ký. Chuyên quản chuyện lặt vặt của đám lưu manh rảnh rỗi hay gây sự. Vừa nghe chỗ nào có ẩu đả, hắn liền vác tiền qua đó dàn xếp, vung tiền như té đất. Trọng nghĩa khinh tài, trong lòng đắc ý thầm nhủ: Lưu manh Thiên Tân Vệ lợi hại đến đâu cũng phải cho ta mặt mũi, quan phủ không quản được thì ta quản hết. Trong thành Thiên Tân, Đình Thiêu Gia tuyệt đối được xưng nhất quái. Do hành xử kỳ lạ, suy nghĩ khác người, hắn đã ra tay thì không có gì không dàn xếp được. Thật đúng là khiến người bội phục. Chẳng vì thứ gì khác, cái chính là hắn chịu ra tiền. Kẻ giàu có hơn hắn nhưng lại không rộng rãi tiêu xài như hắn. Kẻ có mặt mũi hơn hắn lại không giàu bằng hắn. Đình Lão Gia thật sự nhịn hết nổi thằng con phá của này, hạ quyết tâm nhốt hắn ở nhà, không cho ra ngoài phung phí tiền bạc. Ngày 26 tháng 5 âm lịch, hai bang Thượng Hà, Hạ Hà cùng với lưu manh của 6 oa hỏa lớn tập trung ở cửa sông Tam Xóa tranh đấu tàn nhẫn. Tất cả các nhân vật có uy tín danh dự tại vùng đất cuối Cửu Hà đều có mặt. Dưới đài còn có đám đông xem náo nhiệt. Người như Đinh Thiêu Gia há có thể không tới? Thiêu hắn không thể coi là đủ bộ diễn trò. Nếu dàn xếp xong vụ này, sẽ nở mày nở mặt biết bao. Hắn ở nhà chờ không nổi, cha hắn lại không cho hắn ra ngoài, đành phải mở một lỗ trên nóc nhà, mẹ theo bờ tường trốn đi. Cùng mày không ngã gãy chân, bạn nói xem hắn nghiện đến mức nào. Làm công việc giảng hòa nhiều năm, Đình Thiêu Gia biết rõ rất nhiều mánh khóe, không thể vừa tới đã mở miệng khuyên bảo. Như vậy sẽ không thể hiện được bản lĩnh. Nếu để một bên thua trước thì sao? Cách này cũng không dùng được, vì không cần khuyên can, kiểu gì cũng phải chờ đến khi hai bên loạn đến không thể vãn hồi, vùng đào chia kiếm vào nhau, nghiến răng trợn mắt, sắp đâm chém đến nơi mới lộ mặt. Cho nên hắn đứng bên dưới xem náo nhiệt. Cái này kêu lên núi cao xem hổ đấu, ngồi đầu cầu nhìn nước chảy. Ý nói đứng ngoài cuộc, không đúng tay can thiệp. Để khi người của hai bên đồng loạt cầm vũ khí xăm lao vào nhau, trước mắt chính là một trận ác đấu. Lúc này Đinh Đại Thiêu Gia mới hét lớn một tiếng, dẹ đám đông lên đài, ôm quyền chắp tay nói: Chư vị, hôm nay nể mặt ta, đừng đánh nhau nữa. Hết chương 9. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai xin để tính sau. Hồi sau sẽ có nội dung gì? Liệu vị Đinh Thiêu Gia này có dẹp loạn được đám người này không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.